đầu từ năm 2017, cuối 2016 và đầu 2017, cũng như chọn năm 2017. Và cho đến nay thì ngoài Pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm, đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam của chúng ta còn có một cái pháp hội rất là quan trọng, đó là Pháp hội Quán Âm Tam Thể Niệm. Chúng ta thấy lợi ích của Pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm cho cả kẻ còn và người mất, độ cho khắp tất cả chúng sinh trong cửu pháp giới. Trên thì các hàng Bồ Tát thập địa đẳng giác diệu giác vẫn quy kính để thụ pháp nơi Đức Từ Phụ A Di Đà Phật và Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật. Pháp ấy cao siêu, thậm thâm, vi diệu, không phải ai cũng có đủ duyên lành, có đủ căn cơ, có đủ phúc báo để mà thể nhập được ngay trong một đời. Cho nên chúng tôi nương vào bi nguyện của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, dựa vào phẩm phổ môn thứ 25 của kinh Diệu Pháp Liên Hoa để soạn ra bộ Quán Âm Tam Thể Niệm Pháp Sự toàn tập này, để dành cho những pháp hội cầu an và hướng cho những thiện nam tín nữ từ chỗ chưa biết Phật pháp, còn đang mong cầu tiền tài danh vọng, cầu nam nữ hợp hôn, rồi cầu nam nữ vợ chồng lấy nhau lâu ngày chưa sinh con đẻ cái, thì có thể nương vào pháp này để cầu những cái việc gọi là cái thế tục pháp đó. Từ cái thế tục pháp đó dần dần dẫn dắt cho những thiện nam tín nữ ấy đi vào đạo, biết được cái giá trị đích thực của Phật pháp, đó là cầu giải thoát và giác ngộ. Chúng ta biết là giáo lý của Đức Phật dành để cho tu tâm dưỡng tính, bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, rốt ráo là tiến tới đạo quả vô thượng bồ đề, tu tập sớm thành tựu được cái hạnh nguyện của mình, đó là thành Phật để phổ độ chúng sinh. Nhưng không phải ai chúng ta đến chùa lần đầu tiên cũng có thể biết và cầu đạo quả vô thượng chính đẳng chính giác. Nhiều năm hầu Phật ở trong chùa, xuất gia hành đạo hoằng pháp ở trong chùa, chúng tôi mới thấy rằng, nhận ra rằng người đời thời nay đại đa số đến chùa là gì? Là cầu xin tiền tài danh vọng của cải quan tước, cầu bình an, cầu sức khỏe, rồi cầu nam nữ hợp hôn, cầu sinh con cái, vân vân. Nói chung là gì? Họ thích cầu những cái phúc báo của thế gian. Nếu mà chúng ta không đáp ứng được cái nhu cầu của các vị thiện nam tín nữ đó, chắc chắn họ sẽ đi tìm một tôn giáo khác, tìm một tín ngưỡng khác để họ đi theo. Và nếu không may họ gặp vào những tôn giáo mang tính chất lừa gạt, tà đạo, thì thật là khổ cho họ. Cho nên xuất phát từ cái tâm nguyện muốn dẫn dắt cho các thiện nam tín nữ từ chỗ mê lầm dần dần thể nhập vào chính pháp của Đức Phật, nương vào bi nguyện của mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng,
chư Thiên Long Bát Bộ hộ hấp thiện thần, đặc biệt là Đức Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh cứu khổ cứu nạn Linh Cảm Quán Thế Bồ Tát. Cầu nguyện chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh, quý Ngài dùng các phương tiện để dẫn dắt chúng sinh từ chỗ mê lầm ra chỗ giác ngộ. Chúng ta biết Phật Pháp Đại Thừa có rất nhiều phương tiện. Phật nói đến 84.000 pháp môn tu, dẫn dắt chúng sinh phá mê khai ngộ. Cho nên ở đây chúng tôi mới mạo muội sám hối mười phương tam bảo, vì lòng bi nguyện vì noi theo cái lòng bi nguyện của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, muốn cho tất cả chúng sinh dần dần đều được phá mê khai ngộ. Cho nên nương vào cái phẩm phổ môn này, soạn ra cái bộ Quán Âm Tam Thể Niệm này. Và từ khi soạn ra, pháp hội đầu tiên được tổ chức vào tháng 9 năm 2016. Cho đến nay cũng đã được 6-7 pháp hội rồi. Ngày đầu tiên tổ chức pháp hội này, chúng tôi nghĩ rằng pháp hội này chỉ cần được khoảng 500 người đến 1.000 người tham dự pháp hội, đó là sự thành công. Nhưng không ngờ rằng lần đầu tiên tổ chức pháp hội này, trong 3 ngày, ngày ít nhất cũng được khoảng 3.000 Phật tử tham dự, và ngày đông nhất cũng là khoảng gần 5.000 Phật tử tham dự. Ngoài sức tưởng tượng và vượt ngoài cái mong ước của chúng tôi. Và sang pháp hội lần thứ hai, đó là pháp hội tháng Giêng năm 2017 vừa qua, ngày ít nhất cũng 7-8.000 người, và ngày đông nhất cũng 12-13.000 người. Và cái sự thành tựu từ công đức và bi nguyện, sự gia trì của mười phương chư Phật, đặc biệt là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Cho nên rất nhiều các quý liên hữu Phật tử, rất nhiều các quý vị thiện nam tín nữ, sau những pháp hội Quán Âm đó, họ đạt được những cái tâm nguyện của họ. Rất nhiều những mẩu chuyện, những câu chuyện cụ thể trong cuộc sống, những thiện nam tín nữ, thậm chí là những tín đồ Phật tử dường như bế tắc trong cuộc sống, sau khi tham dự pháp hội về, họ giải quyết được các vấn đề mâu mắc ở trong tâm họ, ở trong cuộc sống của họ. Cho nên đây là một sự vi diệu, đây là một sự thù thắng, đây là một sự bất khả tư nghị. Chỉ có sự gia trì của Phật Pháp, sự gia trì của Đức Quán Thế Âm mới có thể làm được điều đó. Và chỉ khoảng sau hơn 2 tuần nữa thôi, Đạo Tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam Chùa Khanh Nguyên chúng ta phải tiếp tục tổ chức pháp hội cầu an đầu năm bằng pháp hội Quán Âm Tam Thể Niệm này. Thay vào là như các chùa cúng dâng sao giải hạn, hoặc lập đàn tụng kinh phổ, kinh dược sư đầu năm, vân vân, thì chúng ta tổ chức pháp hội Quán Âm Tam Thể Niệm, dùng chính pháp của Phật để cảm hóa nhân tâm, dùng chính pháp của Phật để thu phục lòng người, và dùng chính pháp của Đức Phật để hóa độ quần chúng phá mê khai ngộ.
Nhưng để cho các quý vị Phật tử và các quý thiện nam tín nữ hiểu được phần nào đó về pháp hội này, cho nên chúng tôi muốn giảng tổng quát, tức là muốn lược giảng tổng quát về pháp hội Quán Âm Tam Thể Niệm Pháp Sự Toàn Tập quyển này. Quyển này thì các quý vị ngoài đạo tràng Tịnh Tâm Hội Việt Nam của chùa Khai Nguyên ở Việt Nam ra, hay là trong hệ thống đạo tràng Tịnh Tông của Việt Nam, các quý vị không tìm được ở đâu ở trong Tam Tạng Thánh Điển, không tìm được ở đâu ở trong hệ thống kinh sách ở của Phật giáo trên thế giới, vì bộ này là gì? Chúng tôi nương vào cái phẩm phổ môn để hội tập thành. Hay nói như ngoài đời gọi là soạn ra cái nghi thức này, cái khóa lễ này, chứ không phải là sẵn có ở trong gì, ở trong Tam Tạng Thánh Điển trước đây. Sám hối Phật Tổ, không phải là chúng con giỏi giang hơn các tổ ngày xưa, nhưng mà đây vì muốn đem cái bi nguyện của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát để rộng độ chúng sinh, cho nên chúng con thì mạo muội mới soạn ra cái bộ Quán Âm Tam Thể Niệm này. Thưa với các quý vị, trước khi soạn cái bộ này, chúng tôi cũng đã thắp hương lễ Phật và phát nguyện đối trước thánh dung của chư Phật, chư đại Bồ Tát, đặc biệt là Đức Quán Thế Âm, để cầu xin Ngài gia trì cho, khai thị cho, mở mang trí tuệ cho, để hội tập được cái bộ Quán Âm Tam Thể Niệm này. Cho nên hôm nay thì để cho các Phật tử chúng ta biết được cái phần đại cương của cái bộ Quán Âm Tam Thể Niệm này, chúng tôi sẽ giảng đại cương về cái bộ này. Chúng ta thấy và cái bộ vì sao lại lấy nhan đề là Quán Âm Tam Thể Niệm Pháp Sự Toàn Tập. Quán Âm là lấy theo tên, chúng ta biết rồi, đấy là lấy theo tên của một vị gì, một vị đại Bồ Tát, đó chính là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngài chính là một vị đại sĩ, một vị đại Bồ Tát, một vị đại đệ tử của Đức Tử Phụ A Di Đà Phật ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Ngài ở trong kinh nói là Ngài đã gì? Ngài đã thành Phật từ hằng hà sa số kiếp trước rồi. Có tên là gì? Là Quán Âm Như Lai. Sau khi Đức Quán Âm Như Lai thì nhập Niết Bàn. Vì lòng bi nguyện cho nên Ngài dùng vô lượng các hóa thân đi khắp mười phương để rộng độ chúng sinh. Trong đó có một hóa thân ở bên cạnh Đức gì? Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Và hóa thân này lại có thể biến hóa vô lượng các hóa thân đi khắp mười phương, đặc biệt là thế giới Sa Bà chúng ta, cõi Nam Thiệm Bộ Châu của chúng ta rất có duyên với Ngài. Trong phẩm phổ môn thứ 25 của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta đặc biệt tuyên dương, khen ngợi, tán thán về công đức của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, nói về hành nguyện của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Cho nên cái bộ Tam Thể Niệm này
Với cái nhan đề đầu tiên là gì? Là Quán Âm. Tam thể niệm, tam thời. Có nghĩa chữ tam có nghĩa là ba. Thời có nghĩa là gì? Là thời gian, là thời khắc. Chữ hệ niệm, chữ hệ có nghĩa là buộc. Là buộc. Chữ niệm có nghĩa là gì? Dùng cái tâm mình để chú trọng vào chỗ nào đó. Hệ niệm có nghĩa là dùng cái tâm niệm buộc vào chỗ nào đó. Trong kinh Đức Phật nói tâm của chúng sinh là gì? Tâm viên ý mã, tức là tâm con khỉ và ý con ngựa. Nay chữ hệ ở đây tức là giống như sợi dây để buộc cái gì? Cái tâm viên ý mã của chúng ta vậy. Dùng pháp Quán Âm tam thể niệm này để buộc cái tâm viên ý mã của chúng ta lại, để cùng nhau tu tập, cùng nhau tán thán, cùng nhau khen ngợi, cùng nhau cung kính, cúng dường, đỉnh lễ, trì niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, vân vân. Trong kinh nói, người niệm thì gì? Được hằng ức hằng hà sa danh hiệu Bồ Tát, công đức không bằng niệm một danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Hoặc là trong kinh nó nói gì? Niệm được hằng hà sa danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, công đức vô lượng. Thế chỉ cần gì? Niệm một danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, công đức bằng nhau không có khác. Đã, cho nên chúng ta biết rằng công đức và sự thành tựu bi nguyện của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đối với chúng sinh này là rất lớn, không thể nghĩ bằng được. Chỉ cần trì niệm danh hiệu của Ngài, cung kính đỉnh lễ tranh ảnh tôn tượng của Ngài, cúng dường tranh ảnh tôn tượng của Ngài, thọ trì đọc tụng phẩm phổ môn này, công đức vô lượng vô biên. Đó, cho nên ở đây cái bộ này chúng tôi lấy nhan đề là Quán Âm tam thể niệm, tức là dùng ba thời một ngày để thọ trì đọc tụng gì phẩm phổ môn của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Nói tóm lại là như vậy. Pháp sự toàn tập. Chữ pháp sự ở đây là gì? Chữ pháp là chỉ cho gì? Là phương pháp tu tập, là phép tắc ở trong Phật môn. Sự là chỉ cho sự việc. Pháp sự tức là những gì? Những việc pháp ở trong gì? Trong Phật môn, ở trong cửa Phật của chúng ta. Toàn tập có nghĩa là toàn tập này thì có gì? Có ba thời. Đệ nhất, thời đệ nhị và thời đệ tam. Tức gọi là tam thời pháp sự. Đó là nói về gì? Chúng tôi giảng vắn tắt về nhan đề của bộ Quán Âm tam thể niệm pháp sự toàn tập này. Chúng tôi phải nói như vậy một chút để cho các Phật tử và Tăng Ni chúng ta gì? Chúng ta biết rõ được. Và chúng ta thấy bắt đầu vào trong văn kinh của pháp sự đó, trang thứ tư, chúng ta thấy bắt đầu vào thì vị sám chủ ban pháp khí và ban trai chủ cùng toàn thể đại chúng, chúng ta cung kính đỉnh lễ tam bảo và đỉnh lễ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát tam bái. Sau khi đỉnh lễ tam bái xong, đại chúng chúng ta thì đồng đứng trang nghiêm, chắp tay trước bảo tướng của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát và mười phương chư Phật để xưng tán. Cái bài tán gọi là bài tán giới định chân hương. Vì sao lại tán bài giới định chân hương? Vì chúng ta thấy ở trong nhà Phật có ba gì? Ba môn học. Đó là giới, định và tuệ. Ở đây giới là chỉ cho gì? Giới hương. Định là chỉ cho định hương. Và tuệ là chỉ cho gì? Tuệ hương. Cho nên dùng ba cái môn để học giới, học định
và học tuệ này, hay còn gọi theo nhà Phật là gì, ba môn tu gì, tu giới, tu định, tu tuệ này, để dâng lên cúng dường Đức Quán Thế Bồ Tát, dâng lên cúng dường mười phương ba đời chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng và chư Thiên Long Bát Bộ, hộ pháp thiện thần khắp trong mười phương thế giới. Chúng ta thấy gì? Giới định chân hương. Câu thứ nhất của bài tán hương là gì? Là giới định chân hương. Giới ở đây tôi nói là chỉ là giới hương rồi. Định ở đây là gì? Là chỉ cho định hương rồi. Giới ở đây chúng ta thấy ở trong nhà Phật gì? Đức Phật nói gì? Có ba môn học gọi là tam vô lậu học. Tam vô lậu học đó là gì? Đó chính là giới định và tuệ. Ba môn học này đưa cho gì? Khiến cho chúng sinh ấy, được thoát khỏi bến mê, tiến về bờ giác. Cho nên á, ba môn học này gọi là ba môn học vô lậu ở trong nhà Phật. Gọi là tam vô lậu học, tức là ba môn học vô lậu. Vô lậu tức là không còn bị rò rỉ, không còn bị rơi rớt, không còn bị gì. Nói nôm na thì không còn bị tái sinh ở trong. Nếu chúng ta học đầy đủ ba môn này, viên mãn ba môn này như Phật dạy, thì chúng ta không còn bị tái sinh ở trong lục đạo luân hồi nữa. Đó cho nên mới gọi là gì? Ba môn học vô lậu: giới, định và tuệ. Ở trong nhà Phật chúng ta thấy nhân giữ giới mà sinh định, nhân tâm định mà phát tuệ. Đó cho nên ở đây đầu tiên chúng ta dùng cái gì? Dùng ba môn học vô lậu để mà dâng lên cúng dường Đức Quán Thế Bồ Tát, cúng dường mười phương chư Phật. Đấy chính là ý nghĩa mà chúng tôi muốn nói tới, muốn gửi tới tất cả các quý vị đồng tu của chúng ta. Người tu của chúng ta phải dùng ba môn học này để vào đạo. Ba môn học này chính là nền tảng, là cửa ngõ để thoát ly sinh tử, là nền tảng để cho chúng ta gì? Xây ngôi nhà Phật Pháp. Cho nên á, rất quan trọng. Ba môn học, ba giới hương và định hương này á, vừa được dâng lên thì chúng ta thấy là vừa được dâng lên thì vừa thắp lên thì sông gì? Sông khắp trời. À, giới định chân hương vừa thắp sông khắp trời. Tức là vừa thắp tức là vừa thắp lên. Đó gì? Cái khói, cái hương thơm của nó là ngào ngạt gì? Xông khắp gì? Khắp các cõi trời, khắp các tam thiên đại thiên thế giới, thậm chí là khắp cả mười phương, khắp các mười phương cõi. Cho nên chúng ta trong Kinh Pháp Cú Đức Phật nói gì? Không loại hương hoa nào bay theo ngược chiều gió, chỉ hương người đức hạnh ngược gió khắp tung bay. Đó, chúng ta thấy không? Đức Phật trong Kinh Pháp Cú ngày nói là không có một loài hương cùng một loài hoa thơm nào có thể bay theo ngược chiều gió được cả. Dù hương hoa đó là hương hoa sen, hương hoa đó là hương hoa mạn đà la, hương hoa đó là hương hoa mạn thù sa, và nhấn đến hương hoa của gì? Của các loài hoa vi diệu ở các cõi trời, nhưng cũng chỉ ở trong một cái khu vực nhất định nào đó, và chỉ có thể bay xuôi theo chiều gió, hương thơm không thể bay ngược theo chiều gió. Nhưng Đức Phật nói là chỉ có hương người đức hạnh. Hương người đức hạnh là sao? Tức là người gì? Người tu tập gì? Giữ giới, có tâm định và có trí tuệ. Nói tóm lại là gì? Một vị tu hành gì? Có đạo đức, có phẩm hạnh, được gì? Được người đời ghi nhận và tôn kính, được mười phương chư Phật Bồ Tát là gì? Hoan hỷ, tán thán, hộ trì và khen ngợi. Cho nên chỉ có cái hương đức hạnh, tức là hương giới, hương định và hương tuệ đó mới gì? Mới ngược gió khắp tung bay được. Cho nên ở đây mở đầu cho Pháp hội Trung Phong Tam à, Pháp xin lỗi, mở đầu cho Pháp hội Quán Âm Tam Thể Niệm này, chúng ta thấy đem giới hương định hương để thắp lên bay gì? Bay khắp các cõi trời mười phương để cúng dường ai? Cúng dường
10 phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiển Thánh Tăng, Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần, các ngài chứng cho. Chứng cho ai? Câu thứ ba gì? Đệ tử lòng thành. Chứng cho những đệ tử, những hàng tăng ni, hàng Phật tử của chúng con đang ở gì? Đang ở trong pháp hội này, đang ở trong đạo tràng này, thành tâm dâng lên gì? Dâng lên cái tâm giới, tâm định và tâm tuệ này để cúng dường chư Phật và chư Bồ Tát. Cho nên mới nói đệ tử lòng thành. Đệ tử ở đây là gì? Là nói tắt, nếu nói đầy đủ thì phải nói đệ tử chúng con đem lòng thành kính. Nhưng mà ở đây nó gì? Nó theo cái bài 8, theo cái bài 8, theo cái nhạc điệu, theo cái lời, cái phổ nhạc. Cho nên không thể đưa hết ra là gì? Đệ tử chúng con đem lòng thành kính. Cho nên ở đây chỉ nói tắt đệ tử lòng thành. Thì chúng ta phải hiểu rằng đệ tử chúng con đem tất cả cái lòng thành kính gì? Thành kính này để ở đâu? Thắp đặt trong lư vàng. Thắp, thắp tức là gì? Các quý vị hay nghe thấy cái từ gì? Thắp đèn lên, thắp hương lên, đúng không? Đó, ngày xưa chúng ta hay nghe tại Việt Nam, chúng ta hay nghe thấy từ thắp đèn lên, thắp hương lên để gì? Để cúng Phật. Thắp đèn lên để gì? Để cúng Phật, vân vân. Hay là đốt hương lên để cúng Phật, hay là đốt đèn lên gì cho nó sáng. Cái từ thắp cũng được mà đốt cũng được. Nhưng thường thường chúng ta hay gì? Dùng cái từ nó dễ nghe hơn, nó xuôi hơn. Đó là chữ từ thắp, từ thắp. Thắp thì đặt ở đâu? Đặt ở trong lư vàng. Lư vàng ở đây nói nghĩa đen thì là cái gì? Dùng cái nghĩa đen á, tức là chúng ta dùng cái hương trầm hương ở bên ngoài, chúng ta thắp, chúng ta để vào trong cái lư gì? Cái lư bằng đồng đó, có màu vàng đó, gọi lư vàng. Nhưng ở đây cái lư, nếu nó nói bằng gì? Bằng nghĩa bóng. Ở đây lư, ở đây là gì? Liền cái lư này ở trong gì? Trong tâm của chúng ta. Cái lư vàng chính là gì? Trong a lại ra thức của chúng ta. Chúng ta thấy trong kinh Đức Phật nói mỗi chúng sinh thì có bát thức tâm vương và 51 thức tâm sở. Bát thức tâm vương thì nhãn nhĩ tị thiệt thân ý mạt na a lại ra, 8 thức tâm vương. Thì cái thức thứ 8 a lại ra thức còn gọi là gì? Là chủng tử thức, hay còn gọi là gì? Tàng thức. Nó chính là cái kho tâm đó là chất chứa tất cả các chủng tử thiện và ác. Và nay chúng ta đối trước Tam Bảo Thánh Dung, 10 phương chư Phật và Đức Quán Thế Bồ Tát, diệt trừ đi tất cả những nghiệp chướng xấu ác từ vô thủy chúng ta gieo trồng, hướng tới cái thiện, lấy tất cả những cái gì, cái tâm thiện ra, gột rửa những cái gì, những cái xấu, để cho nó trong sạch thành những cái gì, cái tốt đẹp, cái thiện lành. Cho nên cái tàng thức của chúng ta bây giờ được ví như là gì? Là cái lư vàng, đem tất cả tâm giới, tâm định và tâm tuệ đó, và món hương giới hương định hương và tuệ hương đó đốt ở trong gì? Sông khắp, dùng ở trong gì? Tất cả đều nghi ngút bốc lên từ gì? Từ cái bạch tịnh thức. Chuyển gì? Bát thức tâm vương thành tiền ngũ trí. Đó. Cho nên chuyển thành rồi thì cái thức đó, cái a lại ra thức đó chính là gì? Cái lư vàng vậy. Đựng tất cả những gì? Những chủng tử thiện lành, tốt đẹp, do giới định tuệ giải thoát và giải thoát trí kiến huân tập hôn đúc thành vậy. Cho nên ở đây mới nói là thắp đặt ở trong lư vàng, liền gì? Liền tỏa cuồn cuộn biến khắp 10 phương. À, chúng ta thấy nếu mà chỉ là một cái gì, một cái nén hương,
chúng ta thắp bằng cái nén hương trầm mà chúng ta thắp đó, làm gì cái khói của nó có thể cuồn cuộn tỏa khắp mười phương. Xin thưa các quý vị, cái đạo tràng, cái nhà pháp hội chùa Khai Nguyên tuy lớn nhưng cũng chỉ khoảng mới khoảng trên 2000 mét vuông. Thắp cả cái lư hương đó, khói còn gì, người đứng ở dưới cuối pháp hội còn chẳng nhìn thấy khói hương bay lên, là người đứng ở những bàn đầu, những hàng đầu thì còn thấy cái khói hương bay lên, những người từ hàng giữa thì thấy mờ mờ, còn những người ở hàng cuối cách xa hàng 50-60 mét thì không nhìn thấy khói hương đâu nữa. Là cho nên á, nếu mà nói là dùng cái gì, cái nén hương bằng bột, bằng các loại bột thơm ở thế gian chúng ta nhào nặn lên đó thì chưa đủ, chưa viên mãn và chưa đúng với tinh thần ở trong bài gì? Bài tán giới định chân hương này. Cho nên ở đây phải là hương gì? Hương tâm, hương giới, hương định và hương tuệ đó thắp lên ở trong lư vàng tàng thức A-lại gia của chúng ta thì cái khói thơm đó mới ngào ngạt bay được gì? Bay đầy khắp mười phương thế giới. Để làm gì? Để cúng dường chư Phật, chư Bồ Tát vậy. Rồi câu tiếp theo chúng ta là xưa bà Gia Du thoát nạn tiêu tai chướng. Bà Gia Du Đà La xưa kia khi gặp nạn, bà do gì? Cũng chứng minh và đem dâng cúng được ba cái món hương này, giới định và tuệ hương này. Cho nên á, bà thoát khỏi cái nạn gì? Cái nạn lửa, miễn nạn tiêu tai chướng mà. Xưa bà Gia Du, ở đây là nói về cái tích. Tích nói là trong cái tích này được kể ở trong quyển Sa Di Luật Nghi Yếu Lược Tăng Chú. Mà ngày xưa chúng tôi còn bé bé mới xuất gia đi học, có được học cái quyển, cái câu chuyện này. Câu chuyện trong Sa Di Luật Nghi Yếu Lược Tăng Chú, hay Sa Di Luật Nghi Yếu Giải, hay là Sa Di Luật Nghi Lược Giải đó, đều có nói rất rõ về câu chuyện là bà Gia Du Đà La, tức là vợ của ai? Vợ của Thái tử Tất Đạt Đà. Chúng ta biết Thái tử Tất Đạt Đà khi chưa xuất gia thành Phật, ngài có kết hôn với một cô công chúa. Công chúa, vị cô công chúa đó chính là gì? Là Gia Du Đà La. Chúng ta biết là Thái tử Tất Đạt Đà kết bị vua cha tỷ phạn và hoàng hậu, tức là mẹ nuôi Ma Ba Xả Ba Đề, ép ngài kết hôn với cô công chúa nước Lân Bang là Gia Du Đà La năm 16 tuổi. Chung sống với nhau 3 năm, đến năm 19 tuổi thì La Hậu La ra đời. Khi đó thì Thái tử Tất Đạt Đà mới vượt thành xuất gia. Nhưng hôm nay chúng tôi phải dẫn dụ để giải thích cái câu Gia Du Đà La miễn nạn tiêu tai chướng này cho chúng ta nghe. Đó là ở trong quyển Pháp Hoa Huyền Tán của ngài Khuy Cơ. Quyển này rất ít lưu hành. Ở Việt Nam chúng ta không phải là vị tăng ni nào cũng có thể một đời được gặp cái quyển này, vì quyển này rất ít lưu hành. Thì chỉ có những người có duyên lắm mới gặp được cái quyển này. Pháp Hoa Huyền Tán của Đại sư Khuy Cơ. Đại sư Quy Cơ là một vị đại đệ tử của ngài Trần Huyền Trang, một vị Tam Tạng Pháp Sư rất nổi tiếng, mà chúng ta gì? Có lẽ người Phật tử nào cũng biết tới ngài với gì? Với câu chuyện gì? Tây Du Ký, Đường Tăng đi thỉnh kinh ở thời nhà Đường bên Trung Quốc. Đó. Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trần Huyền Trang đã có một vị đại đệ tử rất thông minh, rất giỏi, cũng được gọi là Tam Tạng Pháp Sư, hay còn gọi là Đại sư Khuy Cơ. Ngài có viết một cái, giải thích một cái quyển bộ luận gọi là Luận Pháp Hoa Huyền Tán, giải thích kinh diệu Pháp Liên Hoa. Ngài nói rằng khi mà Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia, cái người con mà Thái tử nhìn vào á, bên cạnh Gia Du Đà La để xuất gia đó, không phải là La Hầu La, mà đó chính là gì? Là một vị sau này cũng xuất gia theo Phật, đó chính là Thiện Tinh Tỳ Khiêu. Đó chính là Thiện Tinh Tỳ Khiêu.
và La Hầu La. Sau khi mà Thái tử Tất Đạt Đa sinh La Hầu, sinh Thiện Tinh rồi á, thì ngài còn ở lại kinh thành một thời gian ngắn nữa. Và cái thời gian đó thì chúng ta biết thì lúc đó ngài là thái tử, thì vợ chồng chung sống với nhau đó là chuyện bình thường, không có phạm pháp, không có gì cả. Đó. Vì ngài vợ chồng được vua cha đôi bên là gì, cưới gả hẳn hoi. Nhưng cái này thì tôi nói với các quý vị là gì, rất ít được giải thích ở trong gì, ở trong Tam Tạng Thánh Điển. Có thể là một cái lý do tế nhị nào đó, nhưng đây là chúng tôi đang giải thích cái chuyện Gia Du Đà La miễn nạn tiêu tay chướng này, nó dẫn ở trong gì, trong Sa Di Lược Giải và Kinh Pháp Hoa Huyền Tán của Đại sư Khuy Cơ, để giảng cho chúng ta. Không có chúng ta mới thấy là trong kinh thì nói là ở cái giải thích cái câu Gia Du Đà La miễn nạn tiêu tay chướng này, nói rằng sau khi Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia 6 năm sau, cái bụng của La Hầu La gì càng ngày gì, cái bụng của Gia Du Đà La càng ngày càng gì, càng lớn lên. Và mọi người ở trong triều á thì bắt đầu gì, có lời ra tiếng vào dị nghị rằng Gia Du Đà La phụ bạc thái tử và đi ngoại tình với một người nào đó. Cho nên á mới tự nhiên thái tử xuất gia đã 5-6 năm rồi thì cái bụng của Gia Du Đà La càng ngày càng to lên. Cho nên á, câu chuyện thị phi thêu dệt ở khắp ở trong kinh thành Ca Tỳ La Vệ. Gia Du Đà La rất là buồn nhưng không biết gì thổ lộ cùng ai. Phu quân chồng của mình thì đã đi xuất gia biển biệt mấy năm không tin tức gì. Ở nhà thì mình như vậy không biết nói ba. Rồi khi đó thì lúc đầu á thì vua cha và mẫu hậu thương, cảm thông và chia sẻ. Nhưng Gia Du Đà La cũng không thể tỏ được cái nỗi lòng đó với ai. Các quan trong triều thì càng ngày càng gì, càng lấn tới và ép quốc vương là Tịnh Phạn và mẫu hậu là Ma Ba Xà Ba Đề phải xử lý cái vụ này. À, thì khi đó là Gia Du Đà La nguyện là gì, nếu mà đúng là đứa con ở trong bụng của gì, của con, nói với phụ vương và mẫu hậu của mình như vậy, nếu đứa con này ở trong bụng của con chính là con của Thái tử Tất Đạt Đa thì nguyện rằng gì, vua cha cứ làm một cái dàn, làm một cái dàn lửa lên, con sẽ nhảy vào trong cái lò lửa đó, nếu mà lửa gì, lửa cháy chết, thiêu chết con thì đồng nghĩa là đứa con trong bụng là gì, không phải là con của Thái tử Tất Đạt Đa, không phải là cháu nội của ngài, không còn cách nào khác. Tịnh Phạn Vương và Ma Ba Xà Ba Đề cùng triều đình đều phải làm theo cách đó, vì một số những người lợi dụng vào cái việc đó muốn chia rẽ nội bộ gia đình của hoàng tộc, cho nên họ rất là gì, họ dùng cái lời thị phi đó để gán ghép cũng như là để bắt ép Tịnh Phạn Vương là phải xử lý. Và một hôm Tịnh Phạn Vương thì cùng với cả triều đình làm một cái đàn lửa thật là lớn và đem Gia Du Đà La đứng lên trên cái thành đàn đó, và khi mà lửa được đốt cháy lên rất to thì Gia Du Đà La đứng ở trên miệng thành đàn và phát nguyện rằng, ngửa mặt lên trời và phát nguyện rằng, nếu đứa con trong bụng của tôi này thực sự là con của Thái tử Tất Đạt Đa, nguyện tôi nhảy vào lửa gì, lửa không thể cháy. Và bà nguyện xong, bà liền ở trên gì, trên miệng đàn và gì, bà nhảy xuống. Không hiểu sự vi diệu xuất phát từ đâu, khi bà bắt đầu phát nguyện như vậy thì giông tố, một cơn gì, một cơn lốc tố nổi lên, bụi bay mù mịt, mây đen ầm ầm kéo đến. Khi bà vừa nhảy xuống thì cũng là lúc gì, trời ầm ầm đổ mưa và lửa tự nhiên gì tắt ngay dưới chân bà.
Và đó, không bao lâu sau thì La Hầu La chính thức được sinh ra. Và trong Sa Di Luật Giải nói rằng á, La Hầu La, vì sao đặt tên là La Hầu La? Vì La Hầu La dịch là gì? Là phú trước. Là phú trước. Vì sao gọi là phú? Phú có nghĩa là ngăn che, trướng có nghĩa là chướng ngại. Và giải thích cái từ La Hầu La dịch là phú trướng đó, nói rằng là gì? Ở đời trước, kiếp trước của La Hầu La, vốn là một đứa trẻ chăn trâu rất tinh nghịch. Một hôm, La Hầu La vào buổi chiều, khi mà cho trâu ăn xong á, thì cùng với một mấy đứa trẻ bạn của mình á, nhìn thấy một con chuột chạy vào một cái gì? Một cái hang, một hang bằng đất ấy. La Hầu La cùng mấy đứa trẻ hô hào chạy sang để bắt, để đào. Nhưng đào đến chiều, chiều tối vẫn gì? Vẫn chưa đào được. Vì hang con chuột rất là sâu, cho nên mấy đứa trẻ không đào được. La Hầu La tức quá, mới bảo bọn trẻ gì? Đã thế thì không đào được thì phải dùng những cái hòn đá đem nút cái cửa hang lại, nút cái những hang, tắt cái đường lối ra tắt của cái hai chuột đấy lại. Và không may là gì? Là con chuột mẹ đấy, nó đang nuôi gì? Nuôi một đàn chuột con. Và con chuột mẹ đó bị La Hầu La và nhóm trẻ chăn trâu đó dùng những cái hòn đá nút chặt cái miệng hang. Và con chuột mẹ gì? Do vừa mới sinh con, vừa đi kiếm mồi không được lại bị đuổi, chạy vào về, may chỉ chạy kịp về cái hang của mình. Và sức của con chuột mới sinh con cho nên rất yếu, vì vậy nó đào, đào mất 6 ngày 6 đêm nó mới thoát ra được và đi kiếm mồi và nuôi con được. Cho nên vì cái gì? Cái nghiệp đó, cho nên á, La Hầu La phải ở trong gì? Ở trong bào thai mẹ 6 năm trời, tính từ khi Thái tử Tất Đa xuất ra cho đến gì? Cho đến 6 năm sau La Hầu La mới sinh ra đời. Cho nên La Hầu La còn được dịch là phú chướng là như thế. Cho nên ở trong tích gì? Trong khoa cúng Phật và trong cái bài tán giới định chân hương này mới có nhắc đến cái gì? Cái chuyện là Gia Du Đà La miễn nạn tiêu tai chướng. Trong khoa cúng Phật cũng có đoạn này: Gia Du Đà La lưỡng vô ương hỏa, nội đắc thanh lương, chí tâm kim tương, Nam Mô Hương Cúng Giảng Bồ Tát Ma Tát. Đó là đoạn ở trong khoa Thỉnh Phật Đại Khoa có nhắc đến đoạn đó. Nhưng ở đây chúng ta thấy lịch sử Phật giáo bây giờ chỉ thấy nói đây, Thái tử Tất Đạt Đa chỉ có một người con, đó chính là La Hầu La. Nhưng mà cái này thì chúng tôi không dám cãi, không dám phân định gì đâu là đúng và đâu là sai, không dám cãi cũng không dám giải thích đâu đúng là sai. Nhưng mà đây tôi giải thích cái từ Gia Du Đà La miễn nạn tiêu tây chướng này, dẫn dụ ở trong gì? Câu này lấy cái tích của trong Sa Di Thập Giải nói về cái chuyện Gia Du Đà La, vì sao lại có cái đoạn Gia Du Đà La miễn nạn tiêu tây chướng này. Tức là gì? Khi bà bị oan, bị cả triều đình nghi oan cho bà gì? Lòng thòng với một người con trai khác, khi mà thái tử chồng của mình đã xuất gia 6 năm trời rồi, bụng của bà gì? Ngày mới to lên, mới chuẩn bị sinh, thì bà phải chứng minh cái gì? Đứa con trong bụng của mình chính là cốt nhục của Thái tử Tất Đạt Đa khi còn chung sống với nhau, chưa xuất gia. Và đẻ con ra, đứa con đó đặt tên là La Hầu La, mà La Hầu La dịch là phú chướng, tức là ngăn che. Vì cái tội gì? Cái tội khi làm trẻ trâu đó, nhốt cái đàn gì? Nhốt con chuột mẹ ở trong cái hang, không thể đi kiếm mồi được, 6 ngày 6 đêm đào bới mới thoát ra được, mới đi kiếm mồi nuôi con được. Cho nên cái chướng của La Hầu La phải trả cái nợ ở trong bảo thai mẹ 6 năm, mang thai 6 năm. Chúng ta học Phật, người học Phật chân chính, người học Phật chân thành, người học Phật đến chỗ gì? Đến chỗ uyên thâm á, thì nghe nói câu đấy tin được ngay. Còn người mới học Phật, thậm chí là nhận đến người ngoài đời á, thì cho đó là chuyện không tưởng. Làm gì có ai mang bào thai gì chứ? 6 năm. Có đấy các quý vị. Thậm chí có người còn mang bào thai gì? Ở trong thai mẹ còn nhiều hơn cả 6 năm nữa. Đó. Không phải đơn giản đâu các quý vị. Nhưng cái chuyện này là những, chỉ có những chuyện hy hữu, các chuyện các vị thánh nhân và chuyện của các vị chứ. Các vị đặc biệt xuất hiện ở thế gian mới có gì? Mới có những cái chuyện đặc biệt như vậy.
Chúng ta đừng có nghĩ rằng cái gì chúng ta chưa thấy, chưa nghe, chúng ta không có ở trên đời. Không phải đâu. Chúng ta thấy nhiều chuyện lạ trên thế giới lắm. Nhiều chuyện lạ trên thế giới chúng ta thì, chúng ta nếu một lần đầu nhìn thấy chúng ta thì có thể sởn cả gai ốc lên. Không tin vào mắt mình nữa. Không tin vào ở trên đời tại sao có con người ta có thể tài, có thể giỏi, có thể làm được những việc như thế vân vân. Tất cả đều do nhân duyên, nghiệp báo của mỗi người khác nhau đem lại, để lại ở từ kiếp trước vậy. Cho nên La Hổ La cũng như thế. Cho nên đây tôi giải thích cái từ gì, Ra Du Đà La, thoát nạn, tiêu tai chướng là như vậy. Thì chúng ta cũng biết vậy thôi, chứ không nên đi tranh luận là ngày xưa Thái tử Tất Đà Đa có hai con hay một con là đúng. Không nên, đó là hí luận. Tranh luận với nhau là hí luận. Ở đây tôi chỉ dẫn giải những kinh sách nào nói về những cái đó để chúng ta thì có thể tham khảo. Nếu các quý vị muốn biết được trước khi xuất gia, Thái tử Tất Đạt Đa có một người con, đó là Thiện Tinh, và xuất gia sau 6 năm sau thì một người con tiếp tục sinh ở trong bào thai mẹ, trụ trong thai mẹ 6 năm sinh đứa con thứ hai, đó mới chính là La Hầu La. Nên sau này lịch sử chỉ thấy nói đến La Hầu La chứ không nói đến Thiện Tinh. Vì sao? Vì có nguyên do của nó. Vì Thiện Tinh sau khi xuất gia với Đức Phật cùng với Đề Bà Đạt Đa tạo phản, tức là làm phản Phật, theo gì? Theo ông chú, tức là Đề Bà Đạt Đa. Thiện Tinh và Đề Bà Đạt Đa cùng ở trong cái nhóm là gì? Lập mưu để hại Phật. Cho nên một đứa con nghịch tử như vậy, chắc chắn là không ai muốn nhắc đến. Mà chỉ có gì? Nhắc đến La Hầu La là một đứa con gì? Hiếu thảo. Một đứa con gì? Có mật hạnh đệ nhất trong 10 vị đại đệ tử của Đức Phật. Trong vô số các đệ tử của Đức Phật thì La Hầu La có gì? Có một cái hạnh gọi là mật hạnh đệ nhất. Nhưng chúng ta xin thưa các quý vị, La Hầu La khi mới xuất gia cũng nghịch lắm, là một đứa trẻ tinh nghịch lắm, ngang ngược lắm, ngỗ nghịch lắm, không phải đơn giản đâu. Phật độ được La Hầu La là gì? Cũng phải dùng rất nhiều phương tiện mới cảm hóa được đó, không phải đơn giản. Đó, cho nên trong kinh Pháp Hoa thì nói là La Hầu La không phải là một người bình thường đâu, chính là Bồ Tát tái thế. Là Bồ Tát tái thế. Ngài đã từng làm quan vô số các đức Phật ở đời trước rồi. Ngài cũng vậy, đã từng làm gì? Sau khi ở tại gia thì làm con các vị trước khi thành Phật đó, sau khi đức Phật đó xuất ra thành Phật rồi á, sau khi các vị đó xuất ra thành Phật rồi á, các vị Bồ Tát đã xuất ra thành Phật rồi á, thì La Hầu La cũng gì? Cũng xuất ra thành A La Hán hoặc thành Bồ Tát, và đều trở thành những vị gì? Có mật hạnh đệ nhất. Và đến thời gì? Thích Ca Mâu Ni Phật xuất hiện ở thế gian thì La Hầu La cũng đóng một cái vai là người gì? Người mật hạnh đệ nhất. Đây gì? Như ở ngoài đời chúng ta gọi là một cái tấm tuồng, một cái vở kịch, một cái màn sân khấu của gì? Của Phật và Bồ Tát Thánh Tăng gì? Biểu diễn cho chúng ta xem. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói rằng Phẩm Như Lai Thọ Lượng nói rằng Đức Phật Thích Ca đã thành đạo gì? Cách đây gì? Vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp rồi. Còn cái Đức Phật thành Phật cách đây trên 2500 năm theo lịch sử Phật giáo Ấn Độ chúng ta học và biết tới đó, đó chính là gì? Một hóa thân của Thích Ca Mâu Ni Phật. Vì bi nguyện Ngài thể hiện ra ở gì? Ở quái Nam Thiện Bộ Châu chúng ta này để phổ độ chúng sinh mà thôi. Cho nên các vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng như La Hầu La cũng là gì? Cũng là một vai do bi nguyện mà thể hiện ra như thế. Chứ không phải là một phàm phu tục tử bình thường như chúng ta đâu các quý vị. Nó học Phật, nếu chúng ta thông được cái điều đó thì chúng ta thông suốt, không còn bị nghi ngờ cái gì nữa. Rồi tiếp theo là gì? Là câu tán Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Tát. Từ Nam Mô có nghĩa là quy mệnh, là kính lễ Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Tát. Đây không phải là chỉ một vị Bồ Tát nào. Hương Vân, hương là gì? Là cái khói hương mà chúng ta dâng lên lúc nãy là giới hương, định hương, tuệ hương đó. Vân là gì? Là đám mây. Đám mây gì? Giới, mây định và mây tuệ đó. Chứ cái có nghĩa, chứ cái có nghĩa là gì? Cái tán, cái lọng. Như đám mây gì? Như đám mây quý. Giới hương, định hương và tuệ hương đó chúng ta đem dâng lên gì? Bay khắp mười phương chư Phật, nó tạo thành như cái tán, cái lọng ở trên gì? Ở khắp trên trời để đi đến để cúng gì? Cúng mười phương chư Phật, chư Bồ Tát. Chứ gì? Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát
Mahatat, Mahatat là chữ từ Maha, có nghĩa là chữ lớn, là đại. Mahatat tức là chỉ cho gì? Chỉ cho các vị đại Bồ Tát lớn. Đem cái gì? Giới hương, định hương, tuệ hương này để cúng gì? Cúng dường các vị đại Bồ Tát ở khắp mười phương. Đấy, đọc ba lần như vậy. Đọc ba lần như vậy để tỏ cái tấm lòng thành kính của đại chúng chúng ta. Sau đó thì chúng ta thấy là vào bài khai thị số 1. Bài khai thị số 1. Bài này á là chúng tôi gì? Chúng tôi cầu chư Phật Bồ Tát gia trì cho gì mà soạn ra. Chỉ tìm ở khắp trong Tam Tạng Thánh Điển chắc chắn không có. Cho nên á thì ở Việt Nam, lịch sử Phật giáo Việt Nam thì ngày xưa thì có ngài cũng có một vài vị tổ, các ngài hội tập kinh điển của Phật, soạn ra các thời khóa tụng niệm, có nhưng rất ít. Còn thời buổi cận đại này thì cũng có nhưng rất ít. Nhưng chúng tôi khi làm soạn ra cái bộ pháp sự Quan Âm Pháp Sự Tăng Thể Niệm Toàn Tập này thì dùng tất cả tấm lòng thành kính của mình để cầu nguyện chư Phật gia trì, chư Bồ Tát khai tâm. Cho nên lời lời viết ra đều bằng tất cả tấm lòng thành kính của mình cầu chư Phật chứng minh và khai tâm cho, chứ không dám ngông cuồng, không dám kiêu căng, không dám ngạo mạn vỗ ngực ta đây là vượt xa chư Phật chư Tổ, tự soạn gì sách vở, tự soạn khóa tụng khóa niệm, tự soạn ra nghi thức pháp hội này pháp hội kia để khoe tài, không dám. Một niệm nhỏ như gì, cái sợi tơ sợi tóc ở trong tâm cũng quả thật không dám. Tất cả chỉ là gì? Xin nương vào bi nguyện của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát để soạn ra cái bộ này, bộ tam thể niệm này, bộ pháp sự này để dẫn dắt chúng sinh phá mê khai ngộ, bỏ tà theo chính, hướng về Phật pháp chính chính đạo vậy. Thay bằng gì? Thay bằng cái việc gì? Cúng dâng sao giải hạn thì Phật tử gì? Tụng kinh, lễ Phật, tán Phật, tâm an, thân khỏe, nghiệp tiêu, phúc đến. Thì đó là gì? Chúng ta thành công rồi. Hoằng pháp ở đâu? Hoằng pháp ở ngay gì? Ở ngay trong cuộc sống này. Nhiều bạn bè huynh đệ đồng tu với chúng tôi, đồng học với chúng tôi hỏi rằng tại sao chỉ trong vòng có mấy năm mà ông làm được những việc khó làm như thế, xây dựng được những đạo tràng lớn như thế, thu phục được nhiều tín đồ Phật tử như thế. Tôi chỉ cười mà không biết trả lời như thế nào, không dám trả lời như thế nào, chỉ cười thôi. Vì thầm nghĩ trong bụng rằng gì? Tất cả gì? Nhờ sự gia trì gia hộ của chư Phật chư Bồ Tát, mình dùng tất cả lòng thành của mình để cầu Phật Bồ Tát gia trì. Còn mọi việc, mọi sự mọi việc đó là sự gì? Sắp xếp của chư Phật Bồ Tát. Ta không có tài đức gì, mình không có tài đức gì để mà ta đây vỗ ngực là ta tài, ta giỏi, ta hơn chư Phật, hơn chư Tổ. Phật thì có thể không dám, nhưng mà là hơn chư Tổ, thế này thế khác, như thế là tâm ma. Cho nên ở đây chúng tôi trước khi nói vào cái bài kệ số 1 này cũng có 15 bài kệ như Trung Phong Tam Thể Niệm. 15 bài gì? Bài khai thị. Xin lỗi, có 15 bài khai thị giống như Trung Phong Tam Thể Niệm. Và phần lớn các gì? Các nghi thức ở đây là cũng nương vào gì? Trung Phong Tam Thể Niệm để mà soạn ra cái bộ nghi thức này. Đó. Cho nên ở đây, bài khai thị thứ nhất chúng ta thấy có câu tán thán Đức gì? Đức Quán Âm. Quán Âm Bồ Tát bất tư nghỉ, hạnh đức viên thành đại từ bi, vạn sứ nếu cầu vạn sứ ứng, chúng sinh khổ hải chẳng còn chi. Đây là một bài kệ 4 câu nói về gì? Tán thán về đức hạnh của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Câu thứ nhất nói là Quán Âm Bồ Tát bất tư nghỉ. Quán Âm Bồ Tát là chỉ cho gì? Đây là chỉ danh từ riêng, chỉ cho một vị đại Bồ Tát tên là Quán Thế Âm, thì hiện ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Thị giả bên gì? Chúng ta thường thấy là ngài đứng ở bên tay gì? Tay trái của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, bên tay phải Đức Đại Thế Chí Bồ Tát, tay trái là Đức gì? Quán Thế Âm Bồ Tát.
Và chúng ta thấy Quán Âm Bồ Tát bất tư nghỉ. Bất tư nghỉ ở đây chữ bất có nghĩa là gì? Là chẳng. Chữ tư có nghĩa là suy nghĩ, nghỉ có nghĩa là suy lường, là nghĩ bàn. Bất tư nghỉ có nghĩa là chẳng thể nghĩ gì, chẳng thể nghĩ bàn. Nói về Bồ Tát Quán Thế Âm á, thì chẳng thể nghĩ, chẳng thể bàn, nghĩ chẳng thể thấu, mà bàn chẳng thể được. Cho nên gọi là gì? Bất tư nghỉ. Đó. Hành đức viên thành đại từ bi. Hành ở đây là chỉ cho hành nguyện. Đức ở đây là chỉ cho đức gì? Đức độ của Đức Quán Thế Âm là gì? Là viên thành. Viên là viên mãn, là tròn đầy, gọi là viên. Chứ thành ở đây là thành tựu. À, chứ thành ở đây là thành tựu, là không còn khuyết thiếu. Chứ viên thành có nghĩa là thành tựu tất cả, viên mãn tất cả, không còn khuyết thiếu. Khuyết thiếu cái gì? Không còn khuyết thiếu một chút gì, một chút gì nữa. Cho nên á, Ngài mới được gọi là bậc đại từ, đại bi, tầm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. Chữ đại có nghĩa là to lớn, từ bi. Chữ từ á, trong giải thích của chữ Hán là từ năng giữ nhất thiết chúng sinh chi lạc, bi năng bạt nhất thiết chúng sinh chi khổ. Có nghĩa là gì? Người có lòng từ thì hay đem đến gì? Đem đến cho tất cả cái sự an vui cho chúng sinh. Năng giữ nhất thiết chúng sinh chi lạc mà, tức là đem cho. Năng giữ tức là có thể cho, ban cho chúng sinh, tất cả chúng sinh gì? Cái sự lạc, tức là an vui, hạnh phúc. Đó. Người có tâm bi, bi có nghĩa là thương xót. Người có tâm bi á thì hay gì? Năng bạt, tức là có thể tiêu diệt, có thể diệt trừ tất cả những khổ não cho gì? Cho chúng sinh. Ai làm được điều đó? Chư Phật mới làm được điều đó, Quán Thế Âm mới làm được điều đó, Địa Tạng Vương mới làm được điều đó, Văn Thù Phổ Hiền mới làm được điều đó. Các vị đại Bồ Tát, các vị Phật đã thành tựu viên mãn hạnh nguyện công đức của mình mới làm được điều đó. Còn chúng ta nếu có là Bồ Tát thì là tiểu Bồ Tát, mà tiểu Bồ Tát thì chưa được gọi là đại từ đại bi. Có từ bi nhưng chưa được gọi là đại từ đại bi. À, các vị Thánh Tăng A La Hán cũng có gì? Lòng đại từ đại bi, nhưng mà chưa được viên mãn như Phật, chưa được to lớn như các vị đại Bồ Tát. Cho nên ở đây tán thán công đức của hạnh nguyện của đức gì? Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là viên thành, viên mãn vậy. Rồi câu tiếp là gì? Vạn sứ nếu cầu, vạn sứ ứng. Vạn sứ ở đây là gì? Là tất cả khắp chốn, khắp nơi, không chỉ có năm Thiền Bộ Châu chúng ta này, mà khắp cả mười phương thế giới. Nơi nào có gì? Có chúng sinh khổ đau, kêu cầu gì? Quán Thế Âm Bồ Tát, thì nơi đó có sự linh ứng, có sự xuất hiện của Quán Thế Âm Bồ Tát bằng một cách nào đó. Như tới đây giảng vào chính văn kinh chúng ta thấy gì? Ở đâu, nơi nào chúng sinh gì? Cầu gì? Cần đấy, cái thân Phật để độ thoát, Quán Thế Âm Bồ Tát liền dùng thân Phật để độ thoát. Cần dùng thân Thanh Văn Bồ Tát A-la-hán thì Quán Thế Âm Bồ Tát dùng thân Thanh Văn Bồ Tát A-la-hán để độ thoát chúng sinh. Nhấn đến chúng ở nơi nào thì chúng sinh cần gì? Ở trong cõi gì? Cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, thì Quán Thế Âm Bồ Tát dùng cái tấm thân nào đó để ở trong địa ngục, thì Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát có thể thì là hiện thành một tù nhân, một tội nhân cùng ở trong cái ngục đó để giáo hóa từ từ những chúng sinh ở trong ngục khổ đó đó các quý vị. Cho nên mới nói là gì? Là cái hành đức của Ngài là đại, là viên thành, là đại, tức là to lớn, là như thế. Giống như hành nguyện Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát vậy. Hai vị đại Bồ Tát này có cái tâm nguyện là gì? Rộng lớn, vô lượng, vô biên. Cho nên ở đây mới nói là vạn sứ nếu cầu, vạn sứ ứng, là như thế. Chúng sinh ở trong A Tỳ Địa Ngục cầu Quán Thế Âm Bồ Tát. Nếu khi bị ưu đầu ngục tốt hành hình mà khổ đau quá, do cái căn lành đời trước có thể gì? Nhân tu gieo với Tam Bảo mà xưng niệm được thì Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát bằng hình thức nào đó, không bỏ rơi những chúng sinh khổ đau ở trong A Tỳ Địa Ngục, tìm cách vào đó để
cứu độ chúng sinh. Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng làm được điều đó. Cho nên là tại ngôi chùa Khai Nguyên này, ở tại ngay trong tầng hầm của đại tượng A Di Đà Phật vì vào bình thế giới đó, chúng tôi cho xây dựng cảnh lục đạo luân hồi ở dưới cái tầng hầm đó. Và ở giữa trung tâm của tầng hầm đó có gì? Có điện gọi là Thập Điện Diêm Vương, tức là nơi mà 10 vị Diêm Vương, từ đệ nhất điện Tần Quảng Minh Vương, đệ nhị điện Sở Giang Minh Vương, đệ tam điện Tống Đế Minh Vương, đệ tứ điện Ngũ Quan Minh Vương, đệ ngũ điện Diêm La Minh Vương, đệ lục điện Biến Thành Minh Vương, đệ thất điện Thái Sơn Minh Vương, đệ bát điện Bình Chính Minh Vương, đệ cửu điện Đô Thị Minh Vương và đệ thập điện Chuyển Luân Minh Vương đó. 10 vị Minh Vương này thay nhau cai quản và chịu cái sự ủy thác của Thượng Đế, của Ngọc Hoàng, là vua của gì? Của chúng sinh ở quái dục giới này, ở quái Nam Thiệm Bộ Châu này. Ngài trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật gì? Cũng chính là tán dương và khen ngợi và nói là Ngọc Hoàng Thượng Đế chính là cha lành của gì? Của chúng sinh ở quái Nam Thiệm Bộ Châu này. Cho nên ở trong giữa cái lục đạo cho chúng tôi làm cái điện Thập Điện Diêm Vương Xử Án. Trong thập điện đó có gì? Chính giữa là có Bồ Tát Địa Tạng ngồi ở trên gì? Ở trên trên giường lửa, ngồi ở trên rừng lửa để tự do tự tại thuyết pháp giáo hóa độ sinh. Mấy hôm nay, từ hôm tối hôm 30 Tết cho đến hôm nay là ngày mùng 3 Tết, thông qua các sư ở trong chùa và mọi người đi lễ, chúng tôi biết rằng cái cảnh giới địa ngục mà được xây dựng, được thiết kế và xây dựng ở trong gì? Trong tầng âm của đại tượng đã hoàn thành được 18 tầng địa ngục rồi. Giáo hóa trực quan rất rất tốt. Có những đám thanh niên mà các bác nói là gì? Nhìn rất là gì? Nói theo thế gian thế tục một chút, có nhìn rất là bậm trợn, có nghĩa là rất là nghịch ngợm. Nhưng vào tới đó thấy ghê quá, rút cái máy điện thoại ra quay và nói, chúng nó bảo nhau là gì? Đấy, chúng mày nhá, đừng có làm ác. Làm ác sau này á, vào đây á thì khổ lắm. Nhìn đây này, cho nên đừng có làm ác. Rồi có những người thì dắt đứa con trai vào trong động á, đi ra, người bố nói đứa con mà gì? Đấy, cả đời gì? Cả đời nếu cứ tạo nghiệp, nếu cứ tham đắm, nếu cứ lo gì, kiếm tiền cho thật nhiều, tới khi chết đi như thế cũng có giải quyết được gì đâu. Người cha dắt đứa con theo, dạy đứa con gì, một cách gì, vừa ra khỏi cái cổng gì, cái cổng địa ngục, liền nói với đứa con trai của mình rằng á, làm người nếu cứ chạy theo gì cái tài lợi của thế gian mà kiếm tiền cho thật nhiều, tiền có nhiều á, mà sau này chết đi, nếu có bị vào đó thì cũng có mang theo được cái gì đâu, chẳng giải quyết được cái gì cả đó. Cho nên á, ở đây mới nói gì, vạn sứ nếu cầu vạn sứ ứng. Không chỉ Bồ Tát Địa Tạng có gì, có công năng vào trong A Tỳ địa ngục, hay tất cả vô lượng vô biên chúng sinh thọ khổ ở trong các địa ngục để cứu độ, Quán Thế Âm cũng có năng lực, cũng có thần thông và cũng có hạnh nguyện để làm được cái điều đó, cũng như Địa Tạng Vương Bồ Tát. Cho nên ở đây chúng tôi mới gì, mới dùng cái lời xưng tán nương vào gì, uy thần của mười phương chư Phật, mà dùng lời xưng tán Đức Quán Thế Âm là gì? Là vạn sứ nếu cầu vạn sứ ứng, chúng sinh khổ hải chẳng còn chi. Ai, bất cứ ai đau khổ đến đâu, nhưng nhất tâm xưng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, được Quán Thế Âm Bồ Tát hiện ra trước mắt để độ, thì người đó đều thoát gì? Thoát khỏi tất cả những nỗi khổ ở thế gian. Không sớm thì muộn. Hôm nay có thể vì đó nghiệp quá nặng chưa được thoát khổ. Đó là do gì? Do niệm chưa tới, tâm chưa thành, niệm chưa tới, vì đó chưa được thoát khổ ngay trong ngày hôm nay, ngay trong gì? Một vài ngày, một vài tháng, thậm chí một vài năm. Nhưng nếu cứ nhất gì,
nhất tâm tín thọ phụng hành, giống như trong Ấn Quang Đại Sư Văn Sao có kể một câu chuyện, nói rằng xưa kia bên Trung Quốc có một gã ăn mày lang thang đi ngoài đường, ăn xin ăn mày khắp đầu đường xó chợ. Nhưng cái ăn gã ăn mày này vì nó hôi thối, nó bẩn thỉu, do gì đó què quạt không đi làm cái gì được, đi lết la lết lết ở dưới mặt đất, cho nên gặp trời nắng đâu vậy, trời mưa thì anh ta vẫn phải lết ở dưới bùn đất, cho nên anh ta bẩn thỉu hôi thối vô cùng, đi đến đâu người ta cũng đuổi, đi người ta cũng gì cũng nguyền rủa và người ta gì xua đuổi đánh đập cho nên xin ăn không được. Anh ta đau khổ muốn gì, muốn tự vấn để cái liễu đời cuộc sống của mình. Anh ta nghĩ rằng người ta cũng làm người, tại sao người ta đầy đủ chân tay, đầy đủ sức khỏe và đầy đủ trí tuệ, đầy đủ công đức mà làm ăn như thế, còn anh ta chỉ muốn rằng có đầy một chút sức khỏe, anh ta có thể tự đôi chân mình bước lên để đi và dùng đôi tay của mình để làm và không phải đi ngửa nón ăn xin nữa. Nhưng mà không được, vì anh ta mong ước không được, cho nên anh ta muốn đoạn mạng sống của mình, và anh ta nghĩ rằng đoạn mạng sống ở ngoài chợ thì anh ta trở thành con ma đói, cho nên anh ta gì lê lết đến trước cửa một ngôi chùa và anh ta định đoạn mạng sống của mình. Anh ta nghĩ là đêm hôm đó anh ta đêm một đêm hôm và một đêm hôm đó anh ta sẽ đoạn mạng sống ở trước cửa chùa. Anh ta có gì nghĩ rằng nếu anh ta có chết thành con ma đói ở trước cửa chùa thì hàng ngày sáng tối nhà chùa tối lại có cúng thì cúng thí thực, tức là các chùa thì chúng ta thấy hay cúng thí thực mà, thì anh ta thì ít nhất thì mỗi ngày anh ta cũng được một bữa cháo, cũng gì cũng con ma cũng đỡ khổ hơn là kiếp người này, làm ma đói còn đỡ khổ hơn, vì ma đói còn mỗi một ngày buổi chiều tối được còn nhà chùa cúng cháo, anh ta còn được bát cháo, còn làm người anh ta không được cái gì cả, vào chùa xin thì anh ta không dám. Rất may cho anh ta thì cái vị phương trượng trụ trì đó đi hoằng pháp về thì thấy anh ta nằm lê lết ở trên dưới cổng tam quan, thì hỏi ra anh ta mới tâm sự. Thế vị hòa thượng đó mới nói rằng vậy thì thôi, thì ngươi cứ vào đây đem cái gã ăn mày đó vào chùa, sai mấy chú tiểu là tắm rửa rồi lấy bộ quần áo nâu cho nó mặc vào, cho cơm cho nó ăn, tắm rửa xong cho cơm nó ăn, cắt tóc cắt tay nó đi, nhìn cũng đàng hoàng lắm, có mỗi cái chân nó bị què quạt không đi được thôi. Và mấy hôm sau vị hòa thượng đi qua và bảo rằng tại sao mà con lại đến nông nỗi như thế. Vị này kể rằng ngày xưa khi con sinh ra đã bị như vậy. Vị hòa thượng xét thấy đây là cái nghiệp đời trước của nó là gì, là cái nghiệp do gì ạ, các vị biết do nghiệp gì không? Vị hòa thượng đó là vị thánh tăng đã tu chứng đắc được thánh quả rồi, cho nên nhìn thấu rõ là gì, kiếp trước nó chính là những đứa trẻ tinh nghịch hay bắt những con cua và bẻ những cái càng con cua đi, bắt những con bọ xít và bẻ những cái chân, bắt cắt những con chân con bọ xít đi và dùng cái chút nhựa đường á cắm lên cái que diêm và cho cái gì, cho cái con bọ xít vào đó và gãy cho nó bay và đứa trẻ đó cười. Rồi những cái con gì, con ếch con nhái, đứa trẻ đó bắt và gì bẻ cái chân nó đi để cho nó bỏ lê bỏ lết và đứa trẻ đó vui và cười. Do nhân đấy, đời này tuy được làm người nhưng mà bị què quặt, yếu đau, bệnh tật, không nơi nương tựa như vậy. Nhưng rất may là gì, trước khi cái đứa trẻ kia nó chết, nó được một cái duyên lành là bố mẹ nó vốn là một Phật tử, thỉnh được một vị hòa thượng đến nhà để tụng kinh siêu độ cho nó, cho nên do cái nhân lành đó đời nay nó được làm người và nó vẫn phải bị triệt trả quả báo là gì, bị què quặt, bệnh tật, đói khát, bố mẹ bị mất sớm đó. Nhưng đổi lại khi mà nó chỉ chuẩn bị nghĩ là chỉ đêm hôm nay nó sẽ vào chùa để treo cổ tự tử hoặc cái gì đó để đoạn mạng sống, thì may quá hôm đó vị phương trượng trụ trì đi hoằng pháp về nhìn thấy nó, ngăn cản nó, hỏi ra mới biết và ngăn cản nó, rồi tắm rửa cho nó, cắt tóc cho nó, cho quần áo mặc và cho nó ăn no mấy hôm sau, và hỏi rằng, gọi nó lên và bảo rằng á, vậy thì
con có muốn thoát khỏi những gì, những cái khổ sở mà con đang gặp này không? Gã ăn mày kia thì bạch hòa thượng là con thì con rất muốn. Và hòa thượng dạy cho một cái phương pháp, các vị biết phương pháp gì không? Chuyên trì niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Vì gã không biết đọc kinh, không biết viết chữ mà. Sinh ra đã gì? Đã làm kẻ ăn, phải đi ăn mày rồi. Cha mẹ mất sớm phải đi ăn mày rồi. Lớn lên một chút có đi ăn mày rồi, có đâu thời gian đi học. Cho nên một chữ bẻ đôi không biết. Vì vậy hòa thượng chủ trì dạy cho một câu duy nhất, đó là gì? Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Gã ăn mày kia nhất tâm trì niệm sau 3 năm. Một hôm gã mơ thấy gì? Mơ thấy một bà cụ già cầm cái gậy chỉ vào chân của gì? Của gã, mà hỏi rằng á, tại sao mà ngươi gì không đứng lại đi mà cứ lê lết như thế? Tôi gã nói với bà cụ làng gì? Thưa bà, con á muốn đi lắm nhưng mà cho chân gì? Chân con bị què quặt bẩm sinh không thể đi được. Bà cụ bảo rằng gì? Ngươi cứ đứng dậy đi thử xem. Thì khi đó gã gan mày là một chú tiểu rồi. À, vì hòa thượng cho khi mà đồng ý là thế pháp cho làm chú tiểu, truyền cho gì? Cho mười giới, mình gọi là sa di rồi, là sư bác rồi, nhưng mà hàng ngày vẫn đi cứ đến bữa đi ra ngoài ngoài ngồi vào một cái góc chùa gọi là bưng cái bát để khất thực. À, thì người ta thấy thì từ ngày đó thì khi mà cái hình hài là một gì? Một chú tiểu đã thọ mười giới đến sư bác rồi thì gã không bao giờ bị gì? Bị đói nữa, không bao giờ bị đói nữa, tức là ngày đã được gì? Đã được bữa cơm no bụng. Sáng được bữa điểm tâm, trưa được bữa cơm, chiều được bữa cháo. Các chư tăng ngày xưa bên Trung Quốc thì thường thì có thiền viện thì ăn ăn sáng ăn trưa, có thiền viện thì chỉ ăn buổi sáng thôi, có thiền viện thì tối ăn thêm một bữa gọi là lương dược, tức là uống nước thạch mật, tức là uống thì đổ cái cháo nấu nhuyễn ra để uống, vân vân. Thế cho nên bắt đầu từ đó cái vị kia thì ăn mày kia không bị đói khát nữa, nhưng mà cái tật của gì, bệnh của gã vẫn còn nguyên si như vậy. Thì hắn xin lỗi, gã một hôm chiêm bao thấy bà cụ già bảo như vậy, bảo gã đứng lên để đi thì gã không thể đứng lên để đi được. Thì gã trong giấc mơ gã bảo là gì? Thưa bà là gì? Cháu thì rất muốn đi nhưng mà gì? Do què quặt bẩm sinh không thể đi được. Bà cụ già bảo rằng cứ đứng lên để đi xem. Thế bắt đầu thì mọi khi gã đi thì gã đứng ra đi lê lết thì cứ phải có một cái gậy nữa. Hắn cứ chống cái gậy và lết đi, chống cái gậy và lết đi. Thì bà cụ bảo rằng ngươi gì? Hãy bỏ cái gậy đó đi mà gì? Mà đi bằng chính đôi chân của mình chứ tại sao lại cứ cầm cái gậy đó? Và gã và bảo là thưa bà gì? Cháu thì đi được là gì? Lết được là do nhờ cái gậy này, bỏ gậy đi làm sao mà cháu đi được? Bà cụ bảo ngươi cứ tin ta, ngươi cứ bỏ cái gậy đi. Và gã thì tin bà cụ già, vứt cái gậy đi và đứng dậy đi. Trong giấc mơ gã đứng dậy đi như vậy, các vị biết thế nào không? Trong giấc mơ gã ăn mày, lúc đó là một vị sư bác rồi, đứng dậy đi bằng để đi trong giấc mơ. Nhưng đi trong giấc mơ như vậy, thấy bước rồi vài bước mà gã tỉnh, gã sướng quá, gã hét lên là ta đã gì? Ta đã đi được rồi, đi được bằng chính đôi chân của mình rồi. Hét to như thế, đại chúng ở trong gì? Các chú tiểu và các sư bác ngủ bên cạnh gã, nghĩ là gã bị gì? Gã bị chiêm bao cho nên thức cả phòng thức dậy và nói gã, và khi đó tự nhiên gì? Nói gã như vậy và gã nói thì mở mắt ra, gã nói mọi người nói mắng thì gã bảo để ta do gì? Con vừa nằm mơ thấy một bà cụ già bảo con gì? Bảo con là vứt gậy lên mà đi. Con thấy như vậy là con vui quá, là con thì vứt gậy con đi, con mơ thấy con đi được cho nên gì? Con sướng quá, con hét lên như vậy là xin sám hối thì các chú các bác thì cho con xin sám hối. Và khi đó vừa nói xong như vậy, gã gì? Gã sờ vào chân, gã duỗi chân ra thì thấy gì? Chân mình duỗi ra thẳng được và không thấy gì, lắc không thấy đau nữa và thấy cử động được. Rồi gã gì? Đặt chân xuống giường rồi, gã đứng dậy và gã gì? Bước đi được. Các vị đọc Ấn Quang Đại Sư văn sao thấy câu chuyện đó? Ngày xưa tôi đọc cái câu chuyện đó thì tôi vui sướng đến chảy cả nước mắt. Chỉ có gì? Chỉ có Phật pháp nhiệm màu mới làm được điều đó. Chỉ có gì? Các vị đại Bồ Tát đã viên mãn hành nguyện và chư Phật viên mãn hành nguyện mới gì? Mới làm được điều đó. Cho nên ở đây chúng tôi mới giải thích câu gì? Chúng sinh khổ hải,
chẳng còn chi là như thế. Muốn dùng cái câu gì? Cái tấm tất cả tấm lòng thành của mình để tán dương khen ngợi công đức vô lượng vô biên của Đức gì? Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là như vậy. Cho nên chúng tôi mới nói gì? Vì sao chúng sinh đau khổ bảo là niệm mà không tiêu nghiệp, không khỏi bệnh, không khỏi chướng? Vì chúng ta niệm chưa tới, tâm chưa thành, niệm chưa tới mà cứ đòi gì? Cứ đòi khỏi khỏe mạnh, cứ đòi khỏi bệnh ấy, thì khó lắm các quý vị. Đấy, nếu thì hãy nhất tâm như gã mày kia, rồi sau này là một vị sa di kia, hơn 3 năm chuyên trì một câu danh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Cái đầu tiên vị thoát khổ đó là gì? Thoát đói nghèo. Ngày được 2-3 bữa cơm cháo đủ no như chư tăng trong chùa. Và một cái điều hạnh phúc nhất trong đời của gã đó là gì? Đôi chân của gã sau hơn 3 năm niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát thì hiện thành một bà cụ già ở trong mơ độ cho gã các quý vị, chứ không phải là gì hiện ra đời thường này để bốc thuốc chữa bệnh đâu. Trong mơ, các quý vị nhớ là trong Ấn Quang Đại Sư nói là trong mơ, trong một giấc mơ của gã mơ thấy như vậy. Và sau một giấc mơ, gã ăn mày trở thành một vị tăng bình thường. Vì khi gã không bị tật nữa thì đương nhiên theo giới luật của Đức Phật, cụ túc, thân thể đầy đủ cụ túc á, không bị bệnh nữa thì đương nhiên gã được gì? Vị sa di kia được thọ giới gì? Thọ giới, thọ đại giới, lên gì? Lên làm vị tỷ khiêu. Và từ đó trí tuệ của vị tỷ khiêu đó ngày một sáng ra, sáng ra, và sau này cũng trở thành một vị tăng gì? Một vị tăng giới đức nổi tiếng của Phật giáo Trung Hoa. Chúng ta thấy Quán Âm Bồ Tát bất tư nghì là như thế, hạnh đức viên thành đại từ bi là như thế, vạn sư nếu cầu vạn sư ứng là như thế, chúng sinh khổ hải chẳng còn chi là như thế. Cho nên á, câu tiếp theo mới nói là gì? Nếu người muốn thoát khổ, đồng niệm Quán Thế Âm. Nếu người muốn thoát khổ thì nhất tâm đồng gì? Đồng chỉ niệm danh hiệu gì? Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Đó, đấy là gì? Bài kể, bài khai thị thứ gì? Thứ nhất trong Quán Âm Tam Thể Niệm. Rồi tiếp theo là gì? Là đọc Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát 3 lần. Nam Mô tức là gì? Là quy mệnh, là kính lễ. Kính lễ gì? Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Tát. Thanh Lương Địa ở đây là chỉ cho, đây không phải là chỉ cho một vị Bồ Tát nhất định nào đó. Thanh Lương là chỉ cho gì? Pháp dược. Chỉ cho pháp dược. Địa là chỉ cho gì? Là đất. Pháp dược ở trong đất gì? Đất tâm của tất cả chúng sinh. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật nói gì? Tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Cho nên Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Tát ở đây là chỉ cho gì? Cái tự tính thanh tịnh, tự tính giải thoát, giác ngộ, hay nói tóm lại gì? Là Phật tính viên mãn đầy đủ trong mỗi mỗi chúng sinh, dấu nhỏ như con trùng con kiến cũng có đầy đủ tự tính thanh tịnh sáng suốt ấy. Cho nên ở đây mới gọi là gì? Mới đọc là Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Tát. Sau bài tán này là gì? Vào tụng gì? Bát Nhã Tâm Kinh. À, Bát Nhã Tâm Kinh, chúng tôi ở đây chúng tôi tạm thời không giảng Bát Nhã Tâm Kinh nữa, vì trong Trung Hoa Tam Thể, trong kinh Địa Tạng chúng tôi đã giảng rồi, các quý vị có thể nghe lại. Và sau Bát Nhã Tâm Kinh là đến gì? Đến chú Vãng Sinh. Chú Vãng Sinh để làm gì? Vì chúng ta biết là vì chúng ta tổ chức Pháp Hội Quán Âm này không chỉ độ cho dương mà cũng độ cho cả gì? Cả âm. Không chỉ độ cho Gia Tiên Cửu Hiền Thất Tổ của chúng ta mà còn độ cho gì? Thậm chí độ cho cả những chúng sinh khổ nạn ở trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh đều có phần lợi ích. Nếu chúng ta chú trọng, chúng ta hướng tâm về thế giới đó, về cõi khổ nạn đó, thì những chúng sinh ở nơi đó đủ duyên sẽ tiếp nhận được quang minh công đức của đạo tràng tham dự Pháp Hội chúng ta hướng về họ. Rồi chúng ta chỉ đọc chú Biến Thực, rồi chú Biến Thủy và chú Phổ Cúng Giàng, mỗi chú 7 lần đó.
để cho gì những chúng sinh khổ nạn ở trong những đường ác đạo như là địa ngục và ngạ quỷ đó được gì, được ăn, cũng như là được gì gia tiên kỳ huyền thất tổ chúng ta, cũng như là đem cúng dường tam bảo Phật pháp tăng và cúng dường các vị hộ pháp thiện thần thiên long bát bộ về tham dự pháp hội và chứng minh hộ trì pháp hội đó, những cái vật phẩm mà đạo tràng chúng ta tăng ni Phật tử và đàn na tín thí thập phương chúng ta gì nhất tâm dâng cúng lên đó để cung kính cúng dường quý ngài. Và hôm nay thì chúng ta nghe giảng đến đây, và ngày mai thì chúng ta tiếp theo vào bài tán liên trì hồi hướng và bài khai thị số 2 cũng như là tán lư hương. Thì hôm nay thì chúng ta chúng tôi sẽ giảng về bộ Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập. Vì sao mà chúng tôi lại chọn bộ này để giảng trong buổi khai pháp đầu năm Mậu Tuất 2018 này? Vì chúng ta biết bắt đầu từ năm 2017, cuối 2016 và đầu 2017, cũng như chọn năm 2017 và cho đến nay, thì ngoài Pháp hội Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm, đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam của chúng ta còn có một cái pháp hội rất là quan trọng, đó là Pháp hội Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm. Chúng ta thấy lợi ích của Pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm cho cả kẻ còn và người mất, độ cho khắp tất cả chúng sinh trong cửu pháp giới. Trên thì các hàng Bồ Tát thập địa đẳng giác diệu giác vẫn quy kính để thụ pháp nơi Đức Từ Phụ A Di Đà Phật và Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật. Pháp ấy cao siêu, thậm thâm, vi diệu, không phải ai cũng có đủ duyên lành, có đủ căn cơ, có đủ phúc báo để mà thể nhập được ngay trong một đời. Cho nên chúng tôi nương vào bi nguyện của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, dựa vào phẩm phổ môn thứ 25 của Kinh Diệu Pháp Liên Hoa để soạn ra bộ Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập này, để dành cho những pháp hội cầu an và hướng cho những thiện nam tín nữ từ chỗ chưa biết Phật Pháp, còn đang mong cầu tiền tài, danh vọng, cầu nam nữ hợp hôn, rồi cầu nam nữ vợ chồng lấy nhau, lâu ngày chưa sinh con đẻ cái, thì có thể nương vào pháp này để cầu những cái việc gọi là cái thế tục pháp đó. Từ cái thế tục pháp đó dần dần dẫn dắt cho những thiện nam tín nữ ấy đi vào đạo, biết được cái giá trị đích thực của Phật Pháp, đó là cầu giải thoát và giác ngộ. Chúng ta biết là giáo lý của Đức Phật dành để cho tu tâm dưỡng tính, bỏ ác, làm lành, lánh giữ, hành thiện, rốt ráo là tiến tới đạo quả vô thượng bồ đề, tu tập sớm thành tựu được cái hạnh nguyện của mình, đó là thành Phật để phổ độ chúng sinh. Nhưng không phải ai chúng ta đến chùa lần đầu tiên cũng có thể biết và cầu đạo quả vô thượng chính đẳng chính giác.
nhiều năm hầu Phật ở trong chùa, xuất gia hành đạo Hoằng pháp ở trong chùa, chúng tôi mới thấy rằng, nhận ra rằng người đời thời nay đại đa số đến chùa là gì? Là cầu xin tiền tài danh vọng của cải quan tước, cầu bình an, cầu sức khỏe, rồi cầu nam nữ hợp hôn, cầu sinh con cái, vân vân. Nói chung là gì? Họ thích cầu những cái phúc báo của thế gian. Nếu mà chúng ta không đáp ứng được cái nhu cầu của các vị thiện nam tín nữ đó, chắc chắn họ sẽ đi tìm một tôn giáo khác, tìm một tín ngưỡng khác để họ đi theo. Và nếu không may họ gặp vào những tôn giáo mang tính chất lừa gạt, tà đạo, thì thật là khổ cho họ. Cho nên á, xuất phát từ cái tâm nguyện muốn dẫn dắt cho các thiện nam tín nữ từ chỗ mê lầm dần dần thể nhập vào chính pháp của Đức Phật, nương vào bi nguyện của mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, chư Thiên Long Bát Bộ Hộ Hấp Thiện Thần, đặc biệt là Đức Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Bồ Tát, cầu nguyện chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh, quý Ngài dùng các phương tiện để dẫn dắt chúng sinh từ chỗ mê lầm ra chỗ giác ngộ. Chúng ta biết Phật Pháp Đại Thừa có rất nhiều phương tiện. Phật nói đến 84.000 pháp môn tu, dẫn dắt chúng sinh phá mê khai ngộ. Cho nên ở đây chúng tôi mới mạo muội sám hối mười phương tam bảo vì lòng bi nguyện vì noi theo cái lòng bi nguyện của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, muốn cho tất cả chúng sinh dần dần đều được phá mê khai ngộ. Cho nên á, nương vào cái phẩm phổ môn này, soạn ra cái bộ Quán Âm Tam Thể Niệm này. Và từ khi soạn ra, pháp hội đầu tiên được tổ chức vào tháng 9 năm 2016. Cho đến nay cũng đã được 6-7 pháp hội rồi. Ngày đầu tiên tổ chức pháp hội này, chúng tôi nghĩ rằng pháp hội này chỉ cần được khoảng 500 người đến 1.000 người tham dự pháp hội, đó là sự thành công. Nhưng không ngờ rằng lần đầu tiên tổ chức pháp hội này, trong 3 ngày, ngày ít nhất cũng được khoảng 3.000 Phật tử tham dự, và ngày đông nhất cũng là khoảng gần 5.000 Phật tử tham dự. Ngoài sức tưởng tượng và vượt ngoài cái mong ước của chúng tôi. Và sang pháp hội lần thứ hai, đó là pháp hội tháng Giêng năm 2017 vừa qua, ngày ít nhất cũng 7-8.000 người, và ngày đông nhất cũng 12-13.000 người. Và cái sự thành tựu từ công đức và bi nguyện, sự gia trì của mười phương chư Phật, đặc biệt là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, cho nên rất nhiều các quý liên hữu Phật tử, rất nhiều các quý vị thiện nam tín nữ, sau những pháp hội Quán Âm đó, họ đạt được những cái tâm nguyện của họ. Rất nhiều những mẩu chuyện, những câu chuyện cụ thể trong cuộc sống, những thiện nam tín nữ, thậm chí là những tín đồ Phật tử dường như bế tắc trong cuộc sống, sau khi tham dự pháp hội về
họ giải quyết được các vấn đề mâu mắc ở trong tâm họ, ở trong cuộc sống của họ. Cho nên đây là một sự vi diệu, đây là một sự thù thắng, đây là một sự bất khả tư nghị. Chỉ có sự gia trì của Phật Pháp, sự gia trì của Đức Quán Thế Âm mới có thể làm được điều đó. Và chỉ khoảng sau hơn 2 tuần nữa thôi, Đạo Tràng Tịnh Tâm Hội Việt Nam Chùa Khai Nguyên chúng ta phải tiếp tục tổ chức Pháp hội cầu an đầu năm bằng Pháp hội Quán Âm Tam Thời Niệm này. Thay vào là như các chùa cúng dâng sao giải hạn hoặc lập đàn tụng kinh phổ kinh dược sư đầu năm vân vân, thì chúng ta tổ chức Pháp hội Quán Âm Tam Thể Niệm, dùng chính pháp của Phật để cảm hóa nhân tâm, dùng chính pháp của Phật để thu phục lòng người, và dùng chính pháp của Đức Phật để hóa độ quần chúng phá mê khai ngộ. Nhưng để cho các quý vị Phật tử và các quý thiện nam tín nữ hiểu được phần nào đó về pháp hội này, cho nên chúng tôi muốn giảng tổng quát, tức là muốn lược giảng tổng quát về Pháp hội Quán Âm Tam Thể Niệm Pháp Sự Toàn Tập quyển này. Quyển này thì các quý vị ngoài Đạo Tràng Tịnh Tâm Hội Việt Nam của Chùa Khai Nguyên ở Việt Nam ra, hay là trong hệ thống Đạo Tràng Tịnh Tông của Việt Nam, các quý vị không tìm được ở đâu ở trong Tam Tạng Thánh Điển, không tìm được ở đâu ở trong hệ thống kinh sách ở của Phật giáo trên thế giới, vì bộ này là gì? Chúng tôi nương vào cái phẩm phổ môn để hội tập thành. Hay nói như ngoài đời gọi là soạn ra cái nghi thức này, cái khóa lễ này, chứ không phải là sẵn có ở trong gì, ở trong Tam Tạng Thánh Điển trước đây. Sám hối Phật Tổ, không phải là chúng con giỏi giang hơn các tổ ngày xưa, nhưng mà đây vì muốn đem cái bi nguyện của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát để rộng độ chúng sinh, cho nên chúng con mạo muội mới soạn ra cái bộ Quán Âm Tam Thể Niệm này. Thưa với các quý vị, trước khi soạn cái bộ này, chúng tôi cũng đã thắp hương lễ Phật và phát nguyện đối trước Thánh Dung của chư Phật, chư Đại Bồ Tát, đặc biệt là Đức Quán Thế Âm, để cầu xin Ngài gia trì cho, khai thị cho, mở mang trí tuệ cho, để hội tập được cái bộ Quán Âm Tam Thể Niệm này. Cho nên hôm nay thì để cho các Phật tử chúng ta biết được cái phần đại cương của cái bộ Quán Âm Tam Thể Niệm này, chúng tôi sẽ giảng đại cương về cái bộ này. Chúng ta thấy là cái bộ vì sao lại lấy nhan đề là Quán Âm Tam Thể Niệm Pháp Sự Toàn Tập. Quán Âm là lấy theo tên, chúng ta biết rồi, đấy là lấy theo tên của một vị gì, một vị Đại Bồ Tát, đó chính là gì? Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngài chính là một vị đại sĩ, một vị Đại Bồ Tát, một vị đại đệ tử
của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ngài ở trong kinh nói là ngài đã gì? Ngài đã thành Phật từ hằng hà sa số kiếp trước rồi. Có tên là gì? Là Quán Âm Như Lai. Sau khi Đức Quán Âm Như Lai thiền nhập Niết Bàn, vì lòng bi nguyện cho nên á, ngài dùng vô lượng các hóa thân đi khắp mười phương để rộng độ chúng sinh. Trong đó có một hóa thân ở bên cạnh Đức gì? Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Và hóa thân này lại có thể biến hóa vô lượng các hóa thân đi khắp mười phương, đặc biệt là thế giới Sa Bà chúng ta, cõi Nam Thiệm Bộ Châu của chúng ta rất có duyên với ngài. Trong phẩm Phổ Môn thứ 25 của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta đặc biệt tuyên dương, khen ngợi, tán thán về công đức của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, nói về hành nguyện của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Cho nên cái bộ Tam Thể Niệm này với cái nhan đề đầu tiên là gì? Là Quán Âm Tam Thể Niệm. Tam thời có nghĩa, chữ tam có nghĩa là ba, thời có nghĩa là gì? Là thời gian, là thời khắc. Chữ hệ niệm, chữ hệ có nghĩa là buộc, là buộc. Chữ niệm có nghĩa là gì? Dùng cái tâm mình để chú trọng vào chỗ nào đó. Hệ niệm có nghĩa là dùng cái tâm niệm buộc vào chỗ nào đó. Trong kinh Đức Phật nói tâm của chúng sinh là gì? Tâm viên ý mã, tức là tâm con khỉ và ý con ngựa. Nay chữ hệ ở đây tức là giống như sợi dây để buộc cái gì? Cái tâm viên ý mã của chúng ta vậy. Dùng pháp Quán Âm Tam Thể Niệm này để buộc cái tâm viên ý mã của chúng ta lại, để cùng nhau tu tập, cùng nhau tán thán, cùng nhau khen ngợi, cùng nhau cung kính, cúng dường, đỉnh lễ, trì niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, vân vân. Trong kinh nói người niệm được gì? Được hằng ức hằng hà sa danh hiệu Bồ Tát, công đức không bằng niệm một danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Hoặc là trong kinh nó nói gì? Niệm được hằng hà sa danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, công đức vô lượng. Thế chỉ cần gì? Niệm một danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, công đức bằng nhau không có khác. Đó. Cho nên chúng ta biết rằng công đức và sự thành tựu bi nguyện của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đối với chúng sinh này là rất lớn, không thể nghĩ bàn được. Chỉ cần trì niệm danh hiệu của ngài, cung kính đỉnh lễ tranh ảnh tôn tượng của ngài, cúng dường tranh ảnh tôn tượng của ngài, thọ trì đọc tụng phẩm Phổ Môn này, công đức vô lượng vô biên. Đó, cho nên ở đây cái bộ này chúng tôi lấy nhan đề là Quán Âm Tam Thể Niệm, tức là dùng ba thời một ngày để thọ trì đọc tụng gì phẩm Phổ Môn của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Nói tóm lại là như vậy. Pháp sự toàn tập. Chữ pháp sự ở đây là gì? Chữ pháp là chỉ cho gì? Là phương pháp tu tập, là phép tắc ở trong Phật môn. Sự là chỉ cho sự việc. Pháp sự tức là những gì? Những việc pháp ở trong gì? Trong Phật môn, ở trong cửa Phật của chúng ta. Toàn tập có nghĩa là toàn tập này thì có gì? Có ba thời: đệ nhất, thời đệ nhị và thời đệ tam. Tức gọi là tam thời pháp sự. Đó là nói về gì? Chúng tôi giảng vắn tắt về nhan đề của bộ Quán Âm Tam Thể Niệm pháp sự toàn tập này. Chúng tôi phải nói như vậy một chút để cho các Phật tử và tăng ni chúng ta gì? Chúng ta biết rõ được. Và chúng ta thấy bắt đầu vào trong văn kinh của pháp sự đó, trang thứ tư, chúng ta thấy bắt đầu vào thì vị sám chủ
ban pháp khí và ban trai chủ cùng toàn thể đại chúng, chúng ta cung kính đỉnh lễ Tam Bảo và đỉnh lễ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát tam bái. Sau khi đỉnh lễ tam bái xong, đại chúng chúng ta thì đồng đứng trang nghiêm, chắp tay trước bảo tướng của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát và mười phương chư Phật để xưng tán. Cái bài tán gọi là bài tán giới định chân hương. Vì sao lại tán bài giới định chân hương? Vì chúng ta thấy ở trong nhà Phật có ba gì? Ba môn học, đó là giới, định và tuệ. Ở đây giới là chỉ cho gì? Giới hương. Định là chỉ cho định hương. Và tuệ là chỉ cho gì? Tuệ hương. Cho nên dùng ba cái môn để học giới, học định và học tuệ này, hay còn gọi theo nhà Phật là gì? Ba môn tu gì? Tu giới, tu định, tu tuệ này để dâng lên cúng dường Đức Quán Thế Bồ Tát, dâng lên cúng dường mười phương ba đời chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng và chư Thiên Long Bát Bộ, hộ pháp thiện thần khắp trong mười phương thế giới. Chúng ta thấy gì? Giới định chân hương. Câu thứ nhất của bài tán hương là gì? Là giới định chân hương. Giới ở đây tôi nói là chỉ là giới hương rồi. Định ở đây là gì? Là chỉ cho định hương rồi. Giới ở đây chúng ta thấy ở trong nhà Phật gì? Đức Phật nói gì? Có ba môn học gọi là tam vô lậu học. Tam vô lậu học đó là gì? Đó chính là giới, định và tuệ. Ba môn học này đưa cho gì? Khiến cho chúng sinh ấy, được thoát khỏi bến mê, tiến về bờ giác. Cho nên á, ba môn học này gọi là ba môn học vô lậu ở trong nhà Phật. Gọi là tam vô lậu học, tức là ba môn học vô lậu. Vô lậu tức là không còn bị rò rỉ, không còn bị rơi rớt, không còn bị gì, nói nôm na thì không còn bị tái sinh ở trong. Nếu chúng ta học đầy đủ ba môn này, viên mãn ba môn này như Phật dạy, thì chúng ta không còn bị tái sinh ở trong lục đạo luân hồi nữa. Đó cho nên mới gọi là gì? Ba môn học vô lậu: giới, định và tuệ. Ở trong nhà Phật chúng ta thấy nhân giữ giới mà sinh định, nhân tâm định mà phát tuệ. Đó cho nên ở đây đầu tiên chúng ta dùng cái gì? Dùng ba môn học vô lậu để mà dâng lên cúng dường Đức Quán Thế Bồ Tát, cúng dường mười phương chư Phật. Đấy chính là ý nghĩa mà chúng tôi muốn nói tới, muốn gửi tới tất cả các quý vị đồng tu của chúng ta. Người tu của chúng ta phải dùng ba môn học này để vào đạo. Ba môn học này chính là nền tảng, là cửa ngõ để thoát ly sinh tử, là nền tảng để cho chúng ta gì? Xây ngôi nhà Phật Pháp. Cho nên rất quan trọng ba môn học, ba giới hương và định hương này á, vừa được dâng lên thì chúng ta thấy là vừa được dâng lên thì vừa thắp lên thì sông gì? Sông khắp trời. Đó. Giới định chân hương vừa thắp sông khắp trời, tức là vừa thắp tức là vừa thắp lên đó gì, cái khói, cái hương thơm của nó là ngào ngạt gì, sông khắp gì, khắp các cõi trời, khắp các tam thiên đại thiên thế giới, thậm chí là khắp cả mười phương, khắp các mười phương cõi. Cho nên chúng ta trong kinh Pháp Cú Đức Phật nói gì? Không loại hương hoa nào bay theo ngược chiều gió, chỉ hương người đức hạnh ngược gió khắp tung bay. Đó, chúng ta thấy không? Đức Phật trong kinh Pháp Cú ngài nói là không có một loài hương cùng một loài hoa thơm nào có thể bay theo ngược chiều gió được cả.
Dù hương hoa đó là hương hoa sen, hương hoa đó là hương hoa mạn đà la, hương hoa đó là hương hoa mạn thù sa, và nhấn đến hương hoa của gì, của các loài hoa vi diệu ở các cõi trời, nhưng cũng chỉ ở trong một cái khu vực nhất định nào đó, và chỉ có thể bay xuôi theo chiều gió, hương thơm không thể bay ngược theo chiều gió. Nhưng Đức Phật nói là chỉ có hương người đức hạnh. Hương người đức hạnh là sao? Tức là người gì? Người tu tập gì? Giữ giới, có tâm định và có trí tuệ. Nói tóm lại là gì? Một vị tu hành gì? Có đạo đức, có phẩm hạnh, được gì? Được người đời ghi nhận và tôn kính, được mười phương chư Phật Bồ Tát là gì? Hoan hỷ tán thán, hộ trì và khen ngợi. Cho nên chỉ có cái hương đức hạnh, tức là hương giới, hương định và hương tuệ đó mới gì? Mới ngược gió khắp tung bay được. Cho nên ở đây mở đầu cho pháp hội Trung Phong Tam mở đầu cho pháp hội Quán Âm Tam Thể Niệm này, chúng ta thấy đem giới hương định hương để thắp lên, bay gì? Bay khắp các cõi trời mười phương để cúng dường ai? Cúng dường mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiển Thánh Tăng, Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần, các ngài chứng cho. Chứng cho ai? Câu thứ ba gì? Đệ tử lòng thành. Chứng cho những đệ tử, những hàng tăng ni, hàng Phật tử của chúng con đang ở gì? Đang ở trong pháp hội này, đang ở trong đạo tràng này, thành tâm dâng lên gì? Dâng lên cái tâm giới, tâm định và tâm tuệ này để cúng dường chư Phật và chư Bồ Tát. Cho nên mới nói đệ tử lòng thành. Đệ tử ở đây là gì? Là nói tắt. Nếu nói đầy đủ thì phải nói đệ tử chúng con đem lòng thành kính. Nhưng mà ở đây là gì? Nó theo cái bài tán, theo cái bài tán, theo cái nhạc điệu, theo cái lời, cái phổ nhạc. Cho nên không thể đưa hết ra là gì? Đệ tử chúng con đem lòng thành kính. Cho nên ở đây chỉ nói tắt đệ tử lòng thành, thì chúng ta phải hiểu rằng đệ tử chúng con đem tất cả cái lòng thành kính gì? Thành kính này để ở đâu? Thắp đặt trong lư vàng. Thắp, thắp tức là gì? Các quý vị hay nghe thấy cái từ gì? Thắp đèn lên, thắp hương lên, đúng không? Đó, ngày xưa chúng ta hay nghe ở Việt Nam, chúng ta hay nghe thấy từ thắp đèn lên, thắp hương lên để gì? Để cúng Phật. Thắp đèn lên để gì? Để cúng Phật, vân vân. Hay là đốt hương lên để cúng Phật, hay là đốt đèn lên gì cho nó sáng. Cái từ thắp cũng được mà đốt cũng được. Nhưng thường thường chúng ta hay gì? Dùng cái từ nó dễ nghe hơn, nó xuôi hơn. Đó là chữ từ thắp. Từ thắp. Thắp thì đặt ở đâu? Đặt ở trong lư vàng. Lư vàng ở đây nói nghĩa đen thì là cái gì? Dùng cái nghĩa đen á, tức là chúng ta dùng cái hương trầm hương ở bên ngoài, chúng ta thắp, chúng ta để vào trong cái lư gì? Cái lư bằng đồng đó, có màu vàng đó, gọi lư vàng. Nhưng ở đây cái lư, nếu nó nói bằng gì? Bằng nghĩa bóng. Ở đây lư, ở đây là gì? Cái lư này ở trong gì? Trong tâm của chúng ta. Cái lư vàng chính là gì? Trong a lại ra thức của chúng ta. Chúng ta thấy trong kinh Đức Phật nói mỗi chúng sinh thì có bát thức tâm vương và 51 thức tâm sở. Bát thức tâm vương thì nhãn nhĩ tỵ thiệt thân ý mạt na a lại ra, 8 thức tâm vương. Thì cái thức thứ 8 a lại ra thức còn gọi là gì? Là chủng tử thức, hay còn gọi là gì? Tàng thức. Nó chính là cái kho tâm đó là chất chứa tất cả các chủng tử thiện và ác. Và nay chúng ta đối trước Tam Bảo Thánh Dung, mười phương chư Phật và Đức Quán Thế Bồ Tát, diệt trừ đi tất cả những nghiệp chướng xấu ác từ vô thủy chúng ta gieo trồng, hướng tới cái thiện, lấy tất cả những cái gì?
cái tâm thiện ra, gột rửa những cái gì, những cái xấu, để cho nó trong sạch, thành những cái gì, cái tốt đẹp, cái thiện lành. Cho nên cái tàng thức của chúng ta bây giờ được ví như là gì? Là cái lư vàng, đem tất cả tâm giới, tâm định và tâm tuệ đó, ba món hương giới hương, định hương và tuệ hương đó, đốt ở trong gì? Sông khắp, dùng ở trong gì? Tất cả đều nghi ngút bốc lên từ gì? Từ cái bạch tịnh thức. Chuyển gì? Bát thức tâm vương thành tiền ngũ trí. Đó. Cho nên chuyển thành rồi thì cái thức đó, cái A Lại Ra thức đó chính là gì? Cái lư vàng vậy. Đựng tất cả những gì? Những chủng tử thiện lành, tốt đẹp, do giới, định tuệ, giải thoát và giải thoát trí kiến, huân tập, hôn đúc thành vậy. Cho nên ở đây mới nói là thắp đặt ở trong lư vàng, liền gì? Liền tỏa cuồn cuộn, biến khắp mười phương. À, chúng ta thấy, nếu mà chỉ là một cái gì? Một cái nén hương, chúng ta thắp bằng cái nén hương trầm mà chúng ta thắp đó, làm gì cái khói của nó có thể cuồn cuộn tỏa khắp mười phương. Xin thưa các quý vị, cái đạo tràng, cái nhà pháp hội chùa Khai Nguyên tuy lớn nhưng cũng chỉ khoảng mới khoảng trên 2000 mét vuông. Thắp cả cái lư hương đó, khói còn gì, người đứng ở dưới cuối pháp hội còn chẳng nhìn thấy khói hương bay lên, là người đứng ở những bàn đầu, những hàng đầu thì còn thấy cái khói hương bay lên, những người từ hàng giữa thì thấy mờ mờ, còn những người ở hàng cuối cách xa hàng 50-60 mét thì không nhìn thấy khói hương đâu nữa. Là cho nên nếu mà nói là dùng cái gì, cái nén hương bằng bột, bằng các loại bột thơm ở thế gian chúng ta nhào nặn lên đó thì chưa đủ, chưa viên mãn và chưa đúng với tinh thần ở trong bài tán giới định chân hương này. Cho nên ở đây phải là hương gì? Hương tâm, hương giới, hương định và hương tuệ đó thắp lên ở trong lư vàng tàng thức A Lại Da của chúng ta thì cái khói thơm đó mới ngào ngạt bay được gì? Bay đầy khắp mười phương thế giới. Để làm gì? Để cúng dường chư Phật, chư Bồ Tát vậy. Rồi câu tiếp theo chúng ta là xưa bà Gia Du thoát nạn tiêu tai chướng. Bà Gia Du Đà La xưa kia khi gặp nạn, bà do gì? Cũng chứng minh và đem dâng cúng được ba cái món hương này, giới, định và tuệ hương này. Cho nên á, bà thoát khỏi cái nạn gì? Cái nạn lửa, miễn nạn tiêu tai chướng mà. Xưa bà Gia Du, ở đây là nói về cái tích. Tích nói là trong cái tích này được kể ở trong quyển Sa Di Luật Nghi Yếu Lược Tăng Chú. Mà ngày xưa chúng tôi còn bé bé mới xuất gia đi học, có được học cái quyển, cái câu chuyện này. Câu chuyện trong Sa Di Luật Nghi Yếu Lược Tăng Chú, hay Sa Di Luật Nghi Yếu Giải, hay là Sa Di Luật Nghi Lược Giải đó, đều có nói rất rõ về câu chuyện là bà Gia Du Đà La, tức là vợ của ai? Vợ của Thái tử Tất Đạt Đa. Chúng ta biết Thái tử Tất Đạt Đa khi chưa xuất gia thành Phật, ngài có kết hôn với một cô công chúa. Công chúa, vị cô công chúa đó chính là gì? Là Gia Du Đà La. Chúng ta biết là Thái tử Tất Đạt Đa kết bị vua cha tỷ phạn và hoàng hậu, tức là mẹ nuôi Ma Ba Xả Ba Đề, ép ngài kết hôn với cô công chúa nước Lân Bang là Gia Du Đà La năm 16 tuổi. Chung sống với nhau 3 năm, đến năm 19 tuổi thì La Hậu La ra đời. Khi đó thì Thái tử Tất Đạt Đa mới vượt thành xuất gia. Nhưng hôm nay chúng tôi phải dẫn dụ để giải thích cái câu Gia Du Đà La miễn nạn tiêu tai chướng này cho chúng ta nghe. Đó là ở trong quyển Pháp Hoa Huyền Tán của ngài Khuy Cơ. Quyển này rất ít lưu hành. Ở Việt Nam chúng ta không phải là vị tăng ni nào cũng có thể một đời được gặp cái quyển này.
vì quyển này rất ít lưu hành. Thế chỉ có những người có duyên lắm mới gặp được cái quyển này, Pháp Hoa Huyền Tán của Đại sư Khuy Cơ. Đại sư Khuy Cơ là một vị đại đệ tử của ngài Trần Huyền Trang, một vị Tam Tạng Pháp Sư rất nổi tiếng, mà chúng ta thì có lẽ người Phật tử nào cũng biết tới ngài với câu chuyện gì? Tây Du Ký, Đường Tăng đi thỉnh kinh ở thời nhà Đường bên Trung Quốc. Đó. Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trần Huyền Trang đã có một vị đại đệ tử rất thông minh, rất giỏi, cũng được gọi là Tam Tạng Pháp Sư, hay còn gọi là Đại sư Khuy Cơ. Ngài có viết một cái giải thích một cái quyển bộ luận gọi là Luận Pháp Hoa Huyền Tán, giải thích kinh diệu Pháp Liên Hoa. Ngài nói rằng khi mà Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia, cái người con mà Thái tử nhìn vào á, bên cạnh Gia Du Đà La để xuất gia đó, không phải là La Hầu La, mà đó chính là gì? Là một vị sau này cũng xuất gia theo Phật, đó chính là Thiện Tinh Tỷ Khiêu. Đó chính là Thiện Tinh Tỷ Khiêu. Và La Hầu La, sau khi mà Thái tử Tất Đạt Đa sinh La Hầu, sinh Thiện Tinh rồi á, thì ngài còn ở lại kinh thành một thời gian ngắn nữa. Và cái thời gian đó thì chúng ta biết, thì lúc đó ngài là thái tử, thì vợ chồng chung sống với nhau đó là chuyện bình thường, không có phạm pháp, không có gì cả. Đó. Vì ngài vợ chồng được vua cha đôi bên là gì? Cưới gả hẳn hoi. Nhưng cái này thì tôi nói với các quý vị là gì? Rất ít được giải thích ở trong gì? Ở trong Tam Tạng Thánh Điển. Có thể là một cái lý do tế nhị nào đó. Nhưng đây là chúng tôi đang giải thích cái chuyện Gia Du Đà La miễn nạn tiêu tay chướng này, nó dẫn ở trong gì? Trong Sa Di Lược Giải và Kinh Pháp Hoa Huyền Tán của Đại sư Khuy Cơ, để giảng cho chúng ta. Không có chúng ta mới thấy là trong kinh thì nói là ở cái giải thích cái câu Gia Du Đà La miễn nạn tiêu tay chướng này, nói rằng sau khi Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia 6 năm sau, cái bụng của La Hầu La gì? Càng ngày gì? À xin lỗi, cái bụng của Gia Du Đà La càng ngày càng gì? Càng lớn lên. Và mọi người ở trong triều á thì bắt đầu gì? Có lời ra tiếng vào dị nghị rằng Gia Du Đà La phụ bạc Thái tử và đi ngoại tình với một người nào đó. Cho nên á mới tự nhiên Thái tử xuất gia đã 5-6 năm rồi thì cái bụng của Gia Du Đà La càng ngày càng to lên. Cho nên á, câu chuyện thị phi thêu dệt ở khắp ở trong kinh thành Ca Tỳ La Vệ. Gia Du Đà La rất là buồn nhưng không biết gì thổ lộ cùng ai. Phu quân chồng của mình thì đã đi xuất gia biển biệt mấy năm không tin tức gì. Ở nhà thì mình như vậy không biết nói ba. Rồi khi đó thì lúc đầu á thì vua cha và mẫu hậu thương, cảm thông và chia sẻ. Nhưng Gia Du Đà La cũng không thể tỏ được cái nỗi lòng đó với ai. Các quan trong triều thì càng ngày càng gì? Càng lấn tới và ép quốc vương là Tịnh Phạn và mẫu hậu là Ma Ba Xà Ba Đề phải xử lý cái vụ này. À, thì khi đó là Gia Du Đà La nguyện là gì? Nếu mà đúng là đứa con ở trong bụng của gì? Của con. Nói với phụ vương và mẫu hậu của mình như vậy. Nếu đứa con này ở trong bụng của con chính là con của Thái tử Tất Đạt Đa, thì nguyện rằng gì? Vua cha cứ làm một cái dàn lửa lên. Con sẽ nhảy vào trong cái lò lửa đó. Nếu mà lửa gì? Lửa cháy chết, thiêu chết con, thì đồng nghĩa là đứa con trong bụng là gì? Không phải là con của Thái tử Tất Đạt Đa, không phải là cháu nội của ngài. Không còn cách nào khác, Tịnh Phạn Vương và Ma Ba Xà Ba Đề cùng triều đình đều phải làm theo cách đó. Vì một số những người lợi dụng vào cái việc đó muốn chia rẽ nội bộ
gia đình của hoàng tộc, cho nên họ rất là gì? Họ dùng cái lời thị phi đó để gán ghép cũng như là để bắt ép Tịnh Phạn Vương là phải xử lý. Và một hôm Tịnh Phạn Vương thì cùng với cả triều đình làm một cái đàn lửa rất là lớn và đem ra Du Đà La đứng lên trên gì? Trên cái thành đàn đó, và khi mà lửa được đốt cháy lên rất to thì ra Du Đà La đứng ở trên miệng thành đàn và phát nguyện rằng, ngửa mặt lên trời mà phát nguyện rằng, nếu đứa con trong bụng của tôi này thực sự là con của Thái tử Đất Đạt Đa, nguyện tôi nhảy vào lửa gì, lửa không thể cháy. Và bà nguyện xong, bà liền ở trên gì, trên miệng đàn, và gì, bà nhảy xuống. Không hiểu sự vi diệu xuất phát từ đâu, khi bà bắt đầu phát nguyện như vậy thì giông tố, một cơn gì, một cơn lốc tố nổi lên, bụi bay mù mịt, mây đen ầm ầm kéo đến. Khi bà vừa nhảy xuống thì cũng là lúc gì, trời ầm ầm đổ mưa và lửa tự nhiên gì tắt ngay dưới chân bà. Và đó, không bao lâu sau thì La Hầu La chính thức được sinh ra. Và trong Sa Di Luật Giải nói rằng á, La Hầu La, vì sao đặt tên là La Hầu La? Vì La Hầu La dịch là gì? Là phú trước. Là phú trước. Vì sao gọi là phú? Phú có nghĩa là ngăn che, trướng có nghĩa là chướng ngại. Và giải thích cái từ La Hầu La dịch là phú trướng đó, nói rằng là gì? Ở đời trước, kiếp trước của La Hầu La vốn là một đứa trẻ chăn trâu rất tinh nghịch. Một hôm La Hầu La vào buổi chiều, khi mà cho trâu ăn xong thì cùng với một mấy đứa trẻ bạn của mình nhìn thấy một con chuột chạy vào một cái gì, một cái hang, một hang bằng đất. La Hầu La cùng mấy đứa trẻ hô hào chạy sang để bắt, để đào, nhưng đào đến chiều chiều tối vẫn gì, vẫn chưa đào được, vì hang con chuột rất là sâu. Cho nên mấy đứa trẻ không đào được. La Hầu La tức quá, mới bảo bọn trẻ gì, đã thế thì không đào được thì phải dùng những cái hòn đá đem nút cái cửa hang lại, nút cái những hang, tắt cái đường lối ra tắt của cái hai chuột ấy lại. Và không may là con chuột mẹ đấy nó đang nuôi gì, nuôi một đàn chuột con. Và con chuột mẹ đó bị La Hầu La và nhóm trẻ chăn trâu đó dùng những cái hòn đá nút chặt cái miệng hang. Và con chuột mẹ gì, do vừa mới sinh con, vừa đi kiếm mồi không được lại bị đuổi, chạy vào về, may chỉ chạy kịp về cái hang của mình. Và sức của con chuột mới sinh con cho nên rất yếu, vì vậy nó đào, đào mất 6 ngày 6 đêm nó mới thoát ra được và đi kiếm mồi và nuôi con được. Cho nên vì cái gì, cái nghiệp đó, cho nên á, La Hầu La phải ở trong gì, ở trong bào thai mẹ 6 năm trời, tính từ khi Thái tử Tất Đa xuất ra cho đến gì, cho đến 6 năm sau La Hầu La mới sinh ra đời. Cho nên La Hầu La còn được dịch là phú chướng, là như thế. Cho nên ở trong tích gì, trong khoa cúng Phật và trong cái bài tán giới định chân hương này mới có nhắc đến cái gì, cái chuyện là Gia Du Đà La miễn nạn tiêu tài trượng. Trong khoa cúng Phật cũng có đoạn này: Gia Du Đà La lưỡng vô ương hỏa, nội đắc thanh lương, trí tâm kim tương, nam mô hương cúng giảng Bồ Tát Ma Tát. Đó là đoạn ở trong khoa Thỉnh Phật Đại Khoa có nhắc đến đoạn đó. Nhưng ở đây chúng ta thấy lịch sử Phật giáo bây giờ chỉ thấy nói đây, Thái tử Tất Đạt Đa chỉ có một người con, đó chính là La Hầu La. Nhưng mà cái này thì chúng tôi không dám cãi, không dám phân định gì đâu là đúng và đâu là sai, không dám cãi cũng không dám giải thích đâu đúng là sai. Nhưng mà đây tôi giải thích cái từ Gia Du Đà La miễn nạn tiêu tây chướng này, dẫn dụ ở trong gì, câu này lấy cái tích của trong Sa Di Thập Giải nói về cái chuyện Gia Du Đà La, vì sao lại có cái đoạn Gia Du Đà La miễn nạn tiêu tây chướng này, tức là gì, khi bà bị oan, bị cả triều đình nghi oan cho bà gì, lòng thòng với một người con trai khác, khi mà thái tử chồng của mình đã xuất ra 6 năm trời rồi, bụng của bà gì ngày mới to lên, mới chuẩn bị sinh,
thì bà phải chứng minh cái gì? Đứa con trong bụng của mình chính là cốt nhục của Thái tử Tất Đạt Đa khi còn chung sống với nhau, chưa xuất gia. Và đẻ con ra, đứa con đó đặt tên là La Hầu La, mà La Hầu La dịch là phú chướng, tức là ngăn che. Vì cái tội gì? Cái tội khi làm trẻ trâu đó, nhốt cái đàn gì? Nhốt con chuột mẹ ở trong gì? Cái hang, không thể đi kiếm mồi được, 6 ngày 6 đêm đào bới mới thoát ra được, mới đi kiếm mồi nuôi con được. Cho nên cái chướng của La Hầu La phải trả cái nợ ở trong bảo thay mẹ 6 năm, mang thai 6 năm. Chúng ta học Phật, người học Phật chân chính, người học Phật chân thành, người học Phật đến chỗ gì? Đến chỗ uyên thâm á, thì nghe nói câu đấy tin được ngay. Còn người mới học Phật, thậm chí là nhận đến người ngoài đời á, thì cho đó là chuyện không tưởng. Làm gì có ai mang bào thai gì chứ? 6 năm. Có đấy các quý vị. Thậm chí có người còn mang bào thai gì? Ở trong thai mẹ còn nhiều hơn cả 6 năm nữa cơ. Đó. Không phải đơn giản đâu các quý vị. Nhưng cái chuyện này là những gì? Chỉ có những chuyện hy hữu, các chuyện các vị thánh nhân và chuyện của các vị chứ. Các vị đặc biệt xuất hiện ở thế gian mới có thì mới có những cái chuyện đặc biệt như vậy. Chúng ta đừng có nghĩ rằng cái gì chúng ta chưa thấy, chưa nghe, chúng ta không có ở trên đời. Không phải đâu. Chúng ta thấy nhiều chuyện lạ trên thế giới lắm. Nhiều chuyện lạ trên thế giới chúng ta thì, chúng ta nếu một lần đầu nhìn thấy chúng ta thì có thể sởn cả gai ốc lên, không tin vào mắt mình nữa. Không tin vào ở trên đời tại sao có con người ta có thể tài, có thể giỏi, có thể làm được những việc như thế vân vân. Tất cả đều do nhân duyên, nghiệp báo của mỗi người khác nhau đem lại, để lại ở từ kiếp trước vậy. Cho nên La Hầu La cũng như thế. Trên đây tôi giải thích cái từ gì? Ra Du Đà La, thoát nạn, tiêu tai chướng là như vậy. Thì chúng ta cũng biết vậy thôi. Chứ không nên đi tranh luận là ngày xưa Thái tử Tất Đạt Đa có hai con hay một con là đúng. Không nên, đó là hí luận. Tranh luận với nhau là hí luận. Ở đây tôi chỉ dẫn giải những kinh sách nào nói về những cái đó để chúng ta thì có thể tham khảo. Nếu các quý vị muốn biết được trước khi xuất gia, Thái tử Tất Đạt Đa có một người con, đó là Thiện Tinh. Và xuất gia sau 6 năm sau thì một người con tiếp tục sinh ở trong bào thai mẹ, trụ trong thai mẹ 6 năm, sinh đứa con thứ hai, đó mới chính là La Hầu La. Nhưng sau này lịch sử chỉ thấy nói đến La Hầu La chứ không nói đến Thiện Tinh. Vì sao? Vì có nguyên do của nó. Vì Thiện Tinh sau khi xuất gia với Đức Phật cùng với Đề Bà Đạt Đa tạo phản, tức là làm phản Phật, theo gì? Theo ông chú, tức là Đề Bà Đạt Đa. Thiện Tinh và Đề Bà Đạt Đa cùng ở trong cái nhóm là gì? Lập mưu để hại Phật. Cho nên một đứa con nghịch tử như vậy, chắc chắn là không ai muốn nhắc đến. Mà chỉ có gì? Nhắc đến La Hầu La là một đứa con gì? Hiếu thảo. Một đứa con gì? Có mật hạnh đệ nhất trong 10 vị đại đệ tử của Đức Phật. Trong vô số các đệ tử của Đức Phật thì La Hầu La có gì? Có một cái hạnh gọi là mật hạnh đệ nhất. Nhưng chúng ta xin thưa các quý vị, La Hầu La khi mới xuất ra cũng nghịch lắm, là một đứa trẻ tinh nghịch lắm, ngang ngược lắm, ngỗ nghịch lắm, không phải đơn giản đâu. Phật độ được La Hầu La là gì? Cũng phải dùng rất nhiều phương tiện mới cảm hóa được đó, không phải đơn giản. Đó, cho nên trong kinh Pháp Hoa thì nói là La Hầu La không phải là một người bình thường đâu, chính là Bồ Tát tái thế đó. Là Bồ Tát tái thế. Ngài đã từng gì? Từng làm quan vô số các đức Phật ở đời trước rồi. Ngài cũng gì? Đã từng làm gì? Sau khi ở tại gia thì làm con các vị trước khi thành Phật đó, sau khi Đức Phật đó xuất ra thành Phật rồi á, sau khi các vị đó xuất ra thành Phật rồi á, các vị Bồ Tát đã xuất ra thành Phật rồi á, thì La Hầu La cũng gì? Cũng xuất ra thành A La Hán hoặc thành Bồ Tát, và đều trở thành những vị gì? Có mật hạnh đệ nhất. Và đến thời gì? Thích Ca Mâu Ni Phật xuất hiện ở thế gian thì La Hầu La cũng đóng một cái vai là người gì? Người mật hạnh đệ nhất. Đây gì? Như ở ngoài đời chúng ta gọi là một cái tấm tuồng, một cái vở kịch, một cái màn sân khấu của gì? Của Phật và Bồ Tát Thánh Tăng gì? Biểu diễn cho chúng ta xem. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói rằng Phẩm Như Lai Thọ Lượng nói rằng Đức Phật Thích Ca đã thành đạo gì? Cách đây gì? Vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp rồi. Còn cái Đức Phật thành Phật cách đây trên 2500 năm theo lịch sử Phật giáo Ấn Độ chúng ta học và biết tới đó, đó chỉ là gì? Một hóa thân của Thích Ca Mâu Ni Phật. Vì bi nguyện Ngài thể hiện ra ở gì? Ở quái Nam Thiện Bộ Châu chúng ta này,
để phổ độ chúng sinh mà thôi. Cho nên các vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng như La Hầu La cũng là gì? Cũng là một vai do bi nguyện mà thể hiện ra như thế. Chứ không phải là một phàm phu tục tử bình thường như chúng ta đâu các quý vị. Là học Phật, nếu chúng ta thông được cái điều đó thì chúng ta thông suốt, không còn bị nghi ngờ cái gì nữa. Rồi tiếp theo là gì? Là câu tán Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Tát. Từ Nam Mô có nghĩa là quy mệnh, là kính lễ Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Tát. Đây không phải là chỉ một vị Bồ Tát nào. Hương Vân, hương là gì? Là cái khói hương mà chúng ta dâng lên lúc nãy là giới hương, định hương, tuệ hương đó. Vân là gì? Là đám mây. Đám mây gì? Giới, mây định và mây tuệ đó. Chứ cái có nghĩa, chứ cái có nghĩa là gì? Cái tán, cái lọng. Như đám mây gì? Như đám mây quý. Giới hương, định hương và tuệ hương đó chúng ta đem dâng lên gì? Bay khắp mười phương chư Phật, nó tạo thành như cái tán, cái lọng ở trên gì? Ở khắp trên trời để đi đến để cúng gì? Cúng mười phương chư Phật, chư Bồ Tát. Chứ gì? Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Tát. Ma Tát là chữ từ Maha, có nghĩa là chữ lớn, là đại. Ma Tát tức là chỉ cho gì? Chỉ cho các vị đại Bồ Tát lớn. Đem cái gì? Giới hương, định hương, tuệ hương này để cúng gì? Cúng dường các vị đại Bồ Tát ở khắp mười phương. Đấy, đọc ba lần như vậy. Đọc ba lần như vậy để tỏ cái tấm lòng thành kính của đại chúng chúng ta. Sau đó thì chúng ta thấy là gì? Là vào bài khai thị số 1. Bài khai thị số 1. Bài này á là chúng tôi gì? Chúng tôi cầu chư Phật Bồ Tát gia trì cho gì mà soạn ra. Chỉ tìm ở khắp trong Tam Tạng Thánh Điển chắc chắn không có. Cho nên á thì ở Việt Nam, lịch sử Phật giáo Việt Nam thì ngày xưa thì có ngài cũng có một vài vị tổ, các ngài hội tập kinh điển của Phật, soạn ra các thời khóa tụng niệm, có nhưng rất ít. Còn thời buổi cận đại này thì cũng có nhưng rất ít. Nhưng chúng tôi khi làm soạn ra cái bộ pháp sự Quan Âm Pháp Sự Tam Thể Niệm Toàn Tập này thì dùng tất cả tấm lòng thành kính của mình để cầu nguyện chư Phật gia trì, chư Bồ Tát khai tâm. Cho nên lời lời viết ra đều bằng tất cả tấm lòng thành kính của mình cầu chư Phật chứng minh và khai tâm cho, chứ không dám ngông cuồng, không dám kiêu căng, không dám ngạo mạn vỗ ngực ta đây là vượt xa chư Phật chư Tổ, tự soạn gì sách vở, tự soạn khóa tụng khóa niệm, tự soạn ra nghi thức pháp hội này pháp hội kia để khoe tài, không dám. Một niệm nhỏ như gì, như sợi tơ sợi tóc ở trong tâm cũng quả thật không dám. Tất cả chỉ là gì, xin nương vào bi nguyện của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát để soạn ra cái bộ này, bộ Tam Thể Niệm này, bộ pháp sự này để dẫn dắt chúng sinh phá mê khai ngộ, bỏ tà theo chính, hướng về Phật pháp chính chính đạo vậy. Thay bằng gì? Thay bằng cái việc gì? Cúng dâng sao giải hạn thì Phật tử gì? Tụng kinh, lễ Phật, tán Phật, tâm an, thân khỏe, nghiệp tiêu, phúc đến. Thì đó là gì? Chúng ta thành công rồi. Hoằng pháp ở đâu? Hoằng pháp ở ngay gì? Ở ngay trong cuộc sống này. Nhiều bạn bè huynh đệ đồng tu với chúng tôi, đồng học với chúng tôi hỏi rằng tại sao chỉ trong vòng có mấy năm mà ông làm được những việc khó làm như thế, xây dựng được những đạo tràng lớn như thế, thu phục được nhiều tín đồ Phật tử như thế. Tôi chỉ cười mà không biết trả lời như thế nào, không dám trả lời như thế nào, chỉ cười thôi. Vì thầm nghĩ trong bụng rằng gì, tất cả gì nhờ sự gia trì gia hộ của chư Phật chư Bồ Tát. Mình dùng tất cả lòng thành của mình để cầu Phật Bồ Tát gia trì. Còn mọi việc, mọi sự mọi việc đó là sự gì? Sắp xếp của chư Phật Bồ Tát. Ta không có tài đức gì, mình không có tài đức gì để mà ta đây vỗ ngực là ta tài, ta giỏi, ta hơn chư Phật, hơn chư Tổ. Phật thì có thể không dám, nhưng mà hơn chư Tổ thế này thế khác. Như thế là tâm ma. Cho nên ở đây
Chúng tôi trước khi nói vào cái bài kệ số 1 này cũng có 15 bài kệ như Trung Phong Tam Thể Niệm. 15 bài gì? Bài khai thị. Xin lỗi, có 15 bài khai thị giống như Trung Phong Tam Thể Niệm. Và phần lớn các gì? Các nghi thức ở đây là cũng nương vào gì? Trung Phong Tam Thể Niệm để mà soạn ra cái bộ nghi thức này. Đó. Cho nên ở đây, bài khai thị thứ nhất chúng ta thấy có câu tán thán Đức Quán Âm. Quán Âm Bồ Tát bất tư nghỉ, hạnh đức viên thành đại từ bi, vạn sứ nếu cầu vạn sứ ứng, chúng sinh khổ hải chẳng còn chi. Đây là một bài kệ 4 câu nói về gì? Tán thán về đức hạnh của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Câu thứ nhất nói là Quán Âm Bồ Tát bất tư nghỉ. Quán Âm Bồ Tát là chỉ cho gì? Đây là chỉ danh từ riêng, chỉ cho một vị đại Bồ Tát tên là Quán Thế Âm, thì hiện ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thị giả bên gì? Chúng ta thường thấy là Ngài đứng ở bên tay gì? Tay trái của Đức Tử Phụ A Di Đà Phật. Bên tay phải Đức Đại Thế Chí Bồ Tát. Tay trái là Đức gì? Quán Thế Âm Bồ Tát. Và chúng ta thấy gì? Quán Âm Bồ Tát bất tư nghỉ. Bất tư nghỉ ở đây, chữ bất có nghĩa là gì? Là chẳng. Chữ tư có nghĩa là suy nghĩ. Nghỉ có nghĩa là suy lường, là nghĩ bàn. Bất tư nghỉ có nghĩa là chẳng thể nghĩ gì? Chẳng thể nghĩ bàn. Nói về Bồ Tát Quán Thế Âm á, thì chẳng thể nghĩ, chẳng thể bàn, nghĩ chẳng thể thấu, mà bàn chẳng thể được. Cho nên gọi là gì? Bất tư nghỉ. Đó. Hành đức viên thành đại từ bi. Hành ở đây là chỉ cho hành nguyện. Đức ở đây là chỉ cho đức gì? Đức độ của Đức Quán Thế Âm là gì? Là viên thành. Viên là viên mãn, là tròn đầy, gọi là viên. Chứ thành ở đây là thành tựu. À, chứ thành ở đây là thành tựu, là không còn khuyết thiếu. Chứ viên thành có nghĩa là thành tựu tất cả, viên mãn tất cả, không còn khuyết thiếu. Khuyết thiếu cái gì? Không còn khuyết thiếu một chút gì nữa. Cho nên á, Ngài mới được gọi là bậc đại từ, đại bi, tầm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. Chữ đại có nghĩa là to lớn, từ bi. Chữ từ á, trong giải thích của chữ Hán là từ năng giữ nhất thiết chúng sinh chi lạc, bi năng bạt nhất thiết chúng sinh chi khổ. Có nghĩa là gì? Người có lòng từ thì hay đem đến gì? Đem đến cho tất cả cái sự an vui cho chúng sinh. Năng giữ nhất thiết chúng sinh chi lạc mà, tức là đem cho. Năng giữ tức là có thể cho, ban cho chúng sinh, tất cả chúng sinh gì? Cái sự lạc, tức là an vui, hạnh phúc. Đó. Người có tâm bi, bi có nghĩa là thương xót. Người có tâm bi á thì hay gì? Năng bạt, tức là có thể tiêu diệt, có thể diệt trừ tất cả những khổ não cho gì? Cho chúng sinh. Ai làm được điều đó? Chư Phật mới làm được điều đó. Quán Thế Âm mới làm được điều đó. Địa Tạng Vương mới làm được điều đó. Văn Thù Phổ Hiền mới làm được điều đó. Các vị Đại Bồ Tát, các vị Phật đã thành tựu viên mãn hạnh nguyện công đức của mình mới làm được điều đó. Còn chúng ta, nếu có là Bồ Tát thì là Tiểu Bồ Tát. Mà Tiểu Bồ Tát thì chưa được gọi là Đại Từ Đại Bi. Có Từ Bi nhưng chưa được gọi là Đại Từ Đại Bi. À, các vị Thánh Tăng A-La-Hán cũng có gì? Lòng Đại Từ Đại Bi. Nhưng mà chưa được viên mãn như Phật, chưa được to lớn như các vị Đại Bồ Tát. Cho nên ở đây tán thán công đức của hành nguyện của Đức gì? Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là viên thành, viên mãn vậy. Rồi câu tiếp là gì? Vạn sứ nếu cầu vạn sứ ứng. Vạn sứ ở đây là gì? Là tất cả khắp chốn, khắp nơi, không chỉ có năm Thiền Bộ Châu chúng ta này, mà khắp cả mười phương thế giới. Nơi nào có gì? Có chúng sinh khổ đau, kêu cầu gì? Quán Thế Âm Bồ Tát, thì nơi đó có sự linh ứng, có sự xuất hiện của Quán Thế Âm Bồ Tát bằng một cách nào đó. Như tới đây giảng vào Chính Văn Kinh chúng ta thấy gì? Ở đâu, nơi nào chúng sinh gì? Cầu gì? Cần đấy, cái thân Phật để độ thoát. Quán Thế Âm Bồ Tát liền dùng thân Phật để độ thoát.
cần dùng thân thanh văn Bồ Tát A La Hán thì Quán Thế Âm Bồ Tát dùng thân thanh văn Bồ Tát A La Hán để độ thoát chúng sinh. Nhấn đến chúng ở nơi nào thì chúng sinh cần gì? Ở trong cõi gì? Cõi địa ngục. Ngạ quỷ súc sinh thì Quán Thế Âm Bồ Tát dùng cái tấm thân nào đó để ở trong địa ngục thì Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát có thể thì là hiện thành một tù nhân, một tội nhân cùng ở trong cái ngục đó để giáo hóa từ từ những chúng sinh ở trong trong ngục khổ đó đó các quý vị. Cho nên mới nói là gì? Là cái hành đức của Ngài là đại, là viên thành, là đại, tức là to lớn là như thế. Giống như hành nguyện Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát vậy. Hai vị Đại Bồ Tát này có cái tâm nguyện là gì? Rộng lớn, vô lượng, vô biên. Cho nên ở đây mới nói là vạn sư nếu cầu, vạn sư ứng là như thế. Chúng sinh ở trong A Tỳ Địa Ngục cầu Quán Thế Âm Bồ Tát, nếu khi bị thì bị yêu đầu ngục tốt hành hình mà khổ đau quá, do cái căn lành đời trước có thể gì nhân tu gieo với Tam Bảo mà xưng niệm được thì Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát bằng hình thức nào đó, không bỏ rơi những chúng sinh khổ đau ở trong A Tỳ Địa Ngục, tìm cách vào đó để cứu độ chúng sinh. Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng làm được điều đó. Cho nên là tại ngôi chùa Khai Nguyên này, ở tại ngay trong tầng hầm của đại tượng A Di Đà Phật vì và bình thế giới đó, chúng tôi gì? Chúng tôi cho xây dựng cảnh lục đạo luân hồi ở ở dưới cái tầng hầm đó. Và ở giữa trung tâm của tầng hầm đó có gì? Có điện gọi là Thập Điện Diêm Vương, tức là nơi mà 10 vị Diêm Vương, từ đệ nhất điện Tần Quảng Minh Vương, đệ nhị điện Sở Giang Minh Vương, đệ tam điện Tống Đế Minh Vương, đệ tứ điện Ngũ Quan Minh Vương, đệ ngũ điện Diêm La Minh Vương, đệ lục điện Biến Thành Minh Vương, đệ thất điện Thái Sơn Minh Vương, đệ bát điện Bình Chính Minh Vương, đệ cửu điện Đô Thị Minh Vương và đệ thập điện Chuyển Luân Minh Vương đó. 10 vị Minh Vương này thay nhau cai quản và chịu cái sự ủy thác của Thượng Đế, của Ngọc Hoàng, là vua của gì? Của chúng sinh ở quái dục giới này, ở quái Nam Thiệm Bộ Châu này. Ngài trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật gì? Cũng chính là tán dương và khen ngợi và nói là Ngọc Hoàng Thượng Đế chính là cha lành của gì? Của chúng sinh ở quái Nam Thiệm Bộ Châu này. Cho nên ở trong giữa cái lục đạo cho chúng tôi làm cái điện Thập Điện Diêm Vương Xử Án. Trong thập điện đó có gì? Chính giữa là có Bồ Tát Địa Tạng ngồi ở trên gì? Ở trên trên giường lửa, ngồi ở trên rừng lửa để tự do tự tại thuyết pháp giáo hóa độ sinh. Mấy hôm nay, từ hôm tối hôm 30 Tết cho đến hôm nay là ngày mùng 3 Tết, thông qua các sư ở trong chùa và mọi người đi lễ, chúng tôi biết rằng cái cảnh giới địa ngục mà được xây dựng, được thiết kế và xây dựng ở trong gì? Trong tầng âm của đại tượng đã hoàn thành được 18 tầng địa ngục rồi. Giáo hóa trực quan rất rất tốt. Có những đám thanh niên mà các bác nói là gì? Nhìn rất là gì? Nói theo thế gian thế tục một chút có nhìn rất là bặm trợn, có nghĩa là rất là nghịch ngợm. Nhưng vào tới đó thấy ghê quá, rút cái máy điện thoại ra quay và nói chúng nó bảo nhau là gì? Đấy, chúng mày nhá, đừng có làm ác. Làm ác sau này á, vào đây á thì khổ lắm. Nhìn đây này, cho nên đừng có làm ác. Rồi có những người thì dắt đứa con trai vào trong trong động á, đi ra, người bố nói đứa con mà gì? Đấy, cả đời gì? Cả đời nếu cứ tạo nghiệp, nếu cứ tham đắm, nếu cứ lo gì kiếm tiền cho thật nhiều, tới khi chết đi như thế cũng có giải quyết được gì đâu. Người cha dắt đứa con theo, dạy đứa con gì một cách gì, vừa ra khỏi cái cổng gì, cái cổng địa ngục, liền nói với đứa con trai của mình rằng á, làm người nếu cứ chạy theo gì cái tài lợi của thế gian mà kiếm tiền cho thật nhiều, tiền có nhiều á, mà sau này chết đi nếu có vào bị vào đó thì cũng có mang theo được cái gì đâu, chẳng giải quyết được cái gì cả. Đó. Cho nên á,
Ở đây mới nói gì? Vạn sứ nếu cầu vạn sứ ứng. Không chỉ Bồ Tát Địa Tạng có gì? Có công năng vào trong A Tỳ địa ngục, hay tất cả vô lượng vô biên chúng sinh thọ khổ ở trong các địa ngục để cứu độ. Quán Thế Âm cũng có năng lực, cũng có thần thông, và cũng có hạnh nguyện để làm được cái điều đó, cũng như Địa Tạng Vương Bồ Tát. Cho nên ở đây chúng tôi mới gì? Mới dùng cái lời xưng tán nương vào gì? Vi thần của mười phương chư Phật mà dùng lời xưng tán Đức Quán Thế Âm là gì? Là vạn sứ nếu cầu vạn sứ ứng, chúng sinh khổ hải chẳng còn chi. Ai? Bất cứ ai đau khổ đến đâu nhưng nhất tâm xưng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, được Quán Thế Âm Bồ Tát hiện ra trước mắt để độ, thì người đó đều thoát đi, thoát khỏi tất cả những nỗi khổ ở thế gian. Không sớm thì muộn. Hôm nay có thể vì đó nghiệp quá nặng chưa được thoát khổ. Đó là do gì? Do niệm chưa tới, tâm chưa thành, niệm chưa tới, vì đó chưa được thoát khổ ngay trong ngày hôm nay, ngay trong gì? Một vài ngày, một vài tháng, thậm chí một vài năm. Nhưng nếu cứ nhất gì? Nhất tâm tín thọ phụng hành. Giống như trong Ấn Quang Đại Sư Văn Sao có kể một câu chuyện, nói rằng xưa kia bên Trung Quốc có một gã ăn mày lang thang đi ngoài đường, ăn xin ăn mày khắp đầu đường xó chợ. Nhưng cái gã ăn mày này vì nó hôi thối, nó bẩn thỉu, do gì nó què quặt không đi làm cái gì được, đi lết la lết lết ở dưới gì, dưới mặt đất. Cho nên gặp trời nắng ra vậy, trời mưa thì anh ta vẫn phải lết ở dưới gì, dưới bùn đất. Cho nên anh ta bẩn thỉu hôi thối vô cùng, đi đến đâu người ta cũng đuổi, đi người ta cũng gì, cũng nguyền rủa, và người ta gì, xua đuổi đánh đập cho. Cho nên xin ăn không được, anh ta đau khổ muốn gì, muốn tự vấn để cái liễu đời cuộc sống của mình. Anh ta nghĩ rằng người ta cũng làm người, tại sao người ta đầy đủ chân tay, đầy đủ sức khỏe và đầy đủ trí tuệ, đầy đủ công đức mà làm ăn như thế, còn anh ta chỉ muốn rằng có đầy một chút sức khỏe, anh ta có thể tự đôi chân mình bước lên để đi và dùng đôi tay của mình để làm, và không phải đi ngửa nón ăn xin nữa. Nhưng mà không được, vì anh ta mong ước không được, cho nên anh ta muốn đoạn mạng sống của mình, và anh ta nghĩ rằng đoạn mạng sống ở ngoài chợ thì anh ta trở thành con ma đói. Cho nên anh ta gì, lê lết đến trước cửa một ngôi chùa, và anh ta định đoạn mạng sống của mình. Anh ta nghĩ là đêm hôm đó anh ta đêm một đêm hôm và một đêm hôm đó anh ta sẽ gì, sẽ đoạn mạng sống ở trước cửa chùa. Anh ta có gì, nghĩ rằng nếu anh ta có chết thành con ma đói ở trước cửa chùa thì hàng ngày sáng tối nhà chùa tối lại có cúng thì cúng thí thực. Tức là các chùa thì chúng ta thấy hay cúng thí thực mà, thì anh ta thì ít nhất thì mỗi ngày anh ta cũng được một bữa cháo, cũng gì, cũng con ma, cũng đỡ khổ hơn là kiếp người này. Làm ma đói còn đỡ khổ hơn, vì ma đói còn mỗi một ngày buổi chiều tối được còn nhà chùa cúng cháo, anh ta còn được bát cháo. Còn làm người anh ta không được cái gì cả. Vào chùa xin thì anh ta không dám. Rất may cho anh ta thì cái vị phương trượng trụ trì đó đi hoàng pháp về thì thấy anh ta nằm lê lết ở trên dưới cổng tam quan, thì hỏi ra anh ta mới tâm sự. Thế vị hòa thượng đó mới nói rằng vậy thì thôi, thì ngươi cứ vào đây, đem cái gã ăn mày đó vào chùa, sai mấy chú tiểu là tắm rửa rồi lấy bộ quần áo nâu cho gì, cho nó mặc vào, cho cơm cho nó ăn. Tắm rửa xong cho cơm nó ăn, cắt tóc cắt tay nó đi, nhìn cũng đàng hoàng lắm, có mỗi cái chân nó bị què quặt không đi được thôi. Và mấy hôm sau vị hòa thượng đi qua và bảo rằng tại sao mà con lại đến nông nỗi như thế. Vị này kể rằng ngày xưa khi con sinh ra đã bị như vậy. Vị hòa thượng xét thấy đây là cái nghiệp đời trước của nó là gì, là cái nghiệp do gì ạ? Các vị biết do nghiệp gì không? Vị hòa thượng đó là vị thánh tăng đã tu chứng đắc được thánh quả rồi, cho nên nhìn thấu rõ là gì, kiếp trước nó chính là những đứa trẻ tinh nghịch hay bắt những con gì, con cua, và bẻ những cái càng con cua đi, bắt những con bọ xít
và bẻ những cái chân, bắt cắt những con chân con bọ xít đi và dùng cái chút nhựa đường đó cắm lên cái que diêm và cho cái gì, cho cái con bọ xít vào đó và gãy gãy cho nó bay và đứa trẻ nó cười. Rồi những cái con gì, con ếch, con nhái, đứa trẻ đó bắt và gì, bẻ cái chân nó đi để cho nó bỏ lê bỏ lết và đứa trẻ đó vui và cười. Do nhân đấy, đời này tuy được làm người nhưng mà bị què quặt, yếu đau, bệnh tật, không nơi nương tựa như vậy. Nhưng rất may là gì, trước khi á, cái đứa trẻ kia nó chết, nó được một cái duyên lành này là bố mẹ nó vốn là một Phật tử, thỉnh được một vị hòa thượng đến thì đến nhà để tụng kinh siêu độ cho nó. Cho nên do cái nhân lành đó, đời nay nó được làm người và nó vẫn phải bị triệt trả quả báo là gì, bị què quặt, bệnh tật, đói khát, bố mẹ bị mất sớm đó. Nhưng đổi lại, khi mà nó thì chuẩn bị nghĩ là gì, đêm hôm nay nó sẽ vào chùa để treo cổ tự tử hoặc cái gì đó để đoạn mạng sống, thì may quá hôm đó vị phương trưởng trụ trì đi hoằng pháp về nhìn thấy nó, ngăn cản nó, hỏi ra mới biết và ngăn cản nó, rồi tắm rửa cho nó, cắt tóc cho nó, cho quần áo mặc và cho nó ăn no mấy hôm sau, và hỏi rằng, gọi nó lên và bảo rằng á, vậy thì con có muốn thoát khỏi những gì, những cái khổ sở mà con đang gặp này không? Gã ăn mày kia thì bạch hòa thượng là con thì con rất muốn. Và hòa thượng dạy cho một cái phương pháp, các vị biết phương pháp gì không? Chuyên trì niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Vì gã không biết đọc kinh, không biết viết chữ mà. Sinh ra đã gì, đã làm kẻ ăn, phải đi ăn mày rồi, cha mẹ mất sớm phải đi ăn mày rồi, lớn lên một chút có đi ăn mày rồi, có đâu thời gian đi học, cho nên một chữ bẻ đôi không biết. Vì vậy hòa thượng trụ trì dạy cho một câu duy nhất, đó là gì? Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Gã ăn mày kia nhất tâm trì niệm sau 3 năm. Một hôm gã mơ thấy gì? Mơ thấy một bà cụ già cầm cái gậy chỉ vào chân của gì, của gã, mà hỏi rằng á, tại sao mà ngươi gì không đứng lại đi mà cứ lê lết như thế. Rồi gã nói với bà cụ làng gì, thưa bà, con á muốn đi lắm nhưng mà cho chân gì, chân con bị què quặt bẩm sinh không thể đi được. Bà cụ bảo rằng gì, ngươi cứ đứng dậy đi thử xem. Thì khi đó gã gan mày là một chú tiểu rồi. À, vì hòa thượng cho khi mà đồng ý là thế pháp cho làm chú tiểu, truyền cho gì, cho mười giới, mình gọi là sa di rồi, là sư bác rồi, nhưng mà hàng ngày vẫn đi, để cứ đến bữa đi ra ngoài rồi, ngoài ngồi vào một cái góc chùa gọi là bưng cái bát để khất thực. À, thì người ta thấy thì từ ngày đó thì khi mà cái hình hài là một gì, một chú tiểu đã thọ mười giới đến sư bác rồi á, thì gã không bao giờ bị gì, bị đói nữa, không bao giờ bị đói nữa, tức là ngày đã được gì, đã được bữa cơm no bụng. Sáng được bữa điểm tâm, trưa được bữa cơm, chiều được bữa cháo. Các chư tăng ngày xưa bên Trung Quốc thì thường thì có thiền viện thì ăn ăn sáng, ăn trưa. Có thiền viện thì chỉ ăn buổi sáng thôi. Có thiền viện thì tối ăn thêm một bữa gọi là lương dược, tức là uống nước. Thạch mật tức là uống thì đổ cái cháo nấu nhuyễn ra để uống, vân vân. Thế cho nên bắt đầu từ đó, cái vị kia gì, ăn mày kia không bị đói khát nữa. Nhưng mà cái tật của gì, bệnh của gã vẫn còn nguyên si như vậy. Thì hắn, xin lỗi, gã một hôm chiêm bao thấy bà cụ già bảo như vậy, bảo gã đứng lên để đi thì gã không thể đứng lên để đi được. Thì gã trong giấc mơ gã bảo là gì, thưa bà là gì, cháu thì rất muốn đi nhưng mà gì, do què quặt bẩm sinh không thể đi được. Bà cụ già bảo rằng cứ đứng lên để đi xem. Thế bắt đầu thì mọi khi gã đi thì gã đứng ra đi lê lết thì cứ phải có một cái gậy nữa. Hắn cứ chống cái gậy và lết đi, chống cái gậy và lết đi. Thì bà cụ bảo rằng ngươi gì, hãy bỏ cái gậy đó đi mà gì, mà đi bằng chính đôi chân của mình chứ tại sao lại cứ cầm cái gậy đó. Và gã và bảo là thưa bà gì, cháu thì đi được là gì, lết được là do nhờ cái gậy này, bỏ gậy đi làm sao mà cháu đi được. Bà cụ bảo ngươi cứ tin ta, ngươi cứ bỏ cái gậy đi. Và gã thì tin bà cụ già, vứt cái gậy đi và đứng dậy đi. Trong giấc mơ gã đứng dậy đi như vậy, các vị biết thế nào không? Trong giấc mơ gã ăn mày, lúc đó là một vị sư bác rồi, đứng dậy
đi bằng để đi trong giấc mơ. Nhưng đi trong giấc mơ như vậy thấy bước bước vài bước mà gã tỉnh, gã sướng quá, gã hét lên là ta đã gì, ta đã đi được rồi, đi được bằng chính đôi chân của mình rồi. Hét to như thế, đại chúng ở trong gì, các chú tiểu và các sư bác ngủ bên cạnh gã, nghĩ là gã bị gì, gã bị chiêm bao, cho nên thức cả phòng thức dậy và nói gã. Và khi đó tự nhiên gì, nói gã như vậy, và gã nói rồi mở mắt ra, gã nói mọi người nói mắng thì gã bảo để ta do gì, con vừa nằm mơ thấy một bà cụ già bảo con gì, bảo con là vứt gậy lên mà đi. Con thấy như vậy là con vui quá, là con thì vứt gậy con đi, con mơ thấy con đi được, cho nên gì con sướng quá, con hét lên như vậy là xin sám hối gì các chú các bác này, cho con xin sám hối. Và khi đó vừa nói xong như vậy, gã gì gã sờ vào chân, gã duỗi chân ra thì thấy gì, chân mình duỗi ra thẳng được và không thấy gì, lắc lắc không thấy đau nữa và thấy cử động được. Rồi gã gì đặt chân xuống giường, rồi gã đứng dậy và gã gì bước đi được. Các vị đọc Ấn Quang Đại Sư văn sao thấy câu chuyện đó, ngày xưa tôi đọc cái câu chuyện đó thì tôi vui sướng đến chảy cả nước mắt. Chỉ có gì, chỉ có Phật pháp nhiệm màu mới làm được điều đó. Chỉ có gì, các vị đại Bồ Tát đã viên mãn hành nguyện và chư Phật viên mãn hành nguyện mới gì mới làm được điều đó. Cho nên ở đây chúng tôi mới gì mới giải thích câu gì, chúng sinh khổ hải chẳng còn chi là như thế. Muốn dùng cái câu gì, cái tấm tất cả tấm lòng thành của mình để tán dương khen ngợi công đức vô lượng vô biên của đức gì, đức Quan Thế Âm Bồ Tát là như vậy. Cho nên chúng tôi mới nói gì, vì sao chúng sinh đau khổ bảo là niệm mà không tiêu nghiệp, không khỏi bệnh, không khỏi trước, vì chúng ta niệm chưa tới, tâm chưa thành, niệm chưa tới mà cứ đòi gì, cứ đòi khỏi khỏe mạnh, cứ đòi khỏi bệnh ấy, thì khó lắm các quý vị. Đấy, nếu thì hãy nhất tâm như gã mày kia, rồi sau này là một vị sa di kia, hơn 3 năm chuyên chỉ một câu danh hiệu Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Cái đầu tiên vị thoát khổ đó là gì? Thoát đói nghèo, ngày được 2-3 bữa cơm cháo đủ no như chư tăng trong chùa. Và một cái điều hạnh phúc nhất trong đời của gã đó là gì? Đôi chân của gã sau hơn 3 năm niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát thì hiện thành một bà cụ già ở trong mơ độ cho gã các quý vị, chứ không phải là gì hiện ra đời thường này để bốc thuốc chữa bệnh đâu. Trong mơ, các quý vị nhớ là trong Ấn Quang Đại Sư nói là trong mơ, trong một giấc mơ của gã mơ thấy như vậy. Và sau một giấc mơ, gã ăn mày trở thành một vị tăng bình thường, vì khi gã không bị tật nữa thì đương nhiên theo giới luật của Đức Phật, cụ túc thân thể đầy đủ cụ túc á, không bị bệnh nữa thì đương nhiên gã được gì, vị sa di kia được thọ giới gì, thọ giới, thọ đại giới, lên gì, lên làm vị tỷ khiêu. Và từ đó trí tuệ của vị tỷ khiêu đó ngày một sáng ra, sáng ra, và sau này cũng trở thành một vị tăng gì, một vị tăng giới đức nổi tiếng của Phật giáo Trung Hoa. Chúng ta thấy Quán Âm Bồ Tát bất tư nghì là như thế, hạnh đức viên thành đại từ bi là như thế, vạn sư nếu cầu vạn sư ứng là như thế, chúng sinh khổ hải chẳng còn chi là như thế. Cho nên á, câu tiếp theo mới nói là gì, nếu người muốn thoát khổ đồng niệm Quán Thế Âm. Nếu người muốn thoát khổ thì nhất tâm đồng gì, đồng chỉ niệm danh hiệu gì, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Đó, đấy là gì, bài kể, bài khai thị thứ gì, thứ nhất trong Quán Âm Tam Thể Niệm. Rồi tiếp theo là gì, là đọc Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát 3 lần. Nam Mô tức là gì, là quy mệnh, là kính lễ. Kính lễ gì, Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Tát. Thanh Lương Địa ở đây là chỉ cho, đây không phải là chỉ cho một vị Bồ Tát nhất định nào đó. Thanh Lương là chỉ cho gì, pháp dược, chỉ cho pháp dược. Địa là chỉ cho gì, là đất. Pháp dược ở trong đất gì, đất tâm của tất cả chúng sinh. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật nói gì, tất cả chúng sinh đều có Phật tính, ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Cho nên Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Tát ở đây là chỉ cho gì, cái tự tính thanh tịnh, tự tính giải thoát, giác ngộ, hay nói tóm lại gì, là Phật tính viên mãn đầy đủ trong
mỗi mỗi chúng sinh, dẫu nhỏ như con trùng, con kiến, cũng có đầy đủ tự tính thanh tịnh sáng suốt ấy. Cho nên ở đây mới gọi là gì? Mới đọc là Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Tát. Sau bài tán này là gì? Vào tụng gì? Bát Nhã Tâm Kinh. À, Bát Nhã Tâm Kinh, chúng tôi ở đây chúng tôi tạm thời không giảng Bát Nhã Tâm Kinh nữa, vì trong Trung Không Tam Thể, trong kinh Địa Tạng chúng tôi đã giảng rồi, các quý vị có thể nghe lại. Và sau Bát Nhã Tâm Kinh là đến gì? Đến chú vãng sinh. Chú vãng sinh để làm gì? Vì chúng ta biết là vì chúng ta tổ chức Pháp Hội Quán Âm này không chỉ độ cho dương mà cũng độ cho cả gì? Cả âm. Không chỉ độ cho Gia Tiên Cửu Hiền Thất Tổ của chúng ta mà còn độ cho cả, thậm chí độ cho cả những chúng sinh khổ nạn ở trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh đều có phần lợi ích. Nếu chúng ta chú trọng, chúng ta hướng tâm về thế giới đó, về cõi khổ nạn đó, thì những chúng sinh ở nơi đó đủ duyên. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.